là truyền nhiễm ven đó. Có nghĩa là cái bệnh nhân này có thể là chúng ta nghi ngờ là họ họ có phản ứng phản vệ với là một cái loại thuốc gì đó. Thì khi mà các anh chị ngưng cái dị nguyên rồi, và sau khi các anh chị cấp cứu người bệnh thì các anh chị thấy là cái người bệnh họ mình gọi họ biết, họ tỉnh táo, họ trả lời bình thường, các cái triệu chứng mà quá mẫn cảm thì nó giảm đi. Như vậy thì các anh chị cũng phải mà chích một cái ven, chích cái ven, các anh chị sẽ đặt một cái kim luồng vào cái ven đó, và các anh chị sẽ cắm một cái chai nước muối vào đó. Mục đích của chúng ta là để giữ cái ven này, để khi bệnh nhân có những cái dấu hiệu mà cần cấp cứu thì các anh chị sẽ có cái đường để các anh chị cấp cứu ngay, và khỏi không phải tốn mất cái thời gian mà chúng ta lay hoay chúng ta tìm cái mạch máu. Như vậy thì người ta gọi là giữ ven. Hoặc là trong những trường hợp chúng ta đã cấp cứu bệnh nhân, thì như bệnh nhân xỉu đi ha, tự nhiên cái họ họ đang ngồi đợi khám bệnh, cái tự nhiên họ chóng mặt, cái họ xây xẩm mặt mày, họ lăn đùng ra, họ xỉu xuống đất vậy ha. Vậy thì các anh chị khiên bệnh nhân lên băng ca và đưa bệnh nhân vào cho thở oxy ha, rồi lập một đường truyền rồi xong xuôi hết rồi ha. Sau khoảng 10 15 phút sau, các anh chị kiểm tra tất cả các sinh hiệu thấy bình thường, kiểm tra điều huyết thấy bình thường. Như vậy thì cái dịch truyền thì các anh chị cũng sẽ cho nó chạy chậm lại, ta có thể là cho nó chạy 5-10 giọt trên phút thôi các anh chị. Mục đích của chúng ta là giữ cái ven đó nha, để đề phòng trường hợp bệnh nhân tụt huyết áp nha, thì chúng ta sẽ nâng huyết áp cho bệnh nhân. Như vậy thì cái đó là chúng ta cũng nâng cao cái hỗ trợ trong cái công tác điều trị bệnh nhân các anh chị ha. Rồi, truyền dịch giúp bệnh nhân hồi phục lại khối lượng tuần hoàn đã mất của cơ thể ha, nhanh, rất nhanh trong những trường hợp là tiêu chảy, mất nước, bỏng, mất máu hoặc là xuất huyết. Các anh chị thấy là khi mà chúng ta truyền dịch đó, khi mà bệnh nhân bị mất nước tụt huyết áp đó ha, thì các anh chị phải xả nhanh dịch lên các anh chị, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân tiêu chảy đó anh chị ha. Nếu như chúng ta hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân họ bị những cái vết thương vào những cái động mạch lớn anh chị ha, thì nó mất máu rất là nhiều vì thì nó sẽ giảm cái thể tích, cái khối lượng tuần hoàn nó giảm xuống anh chị, như vậy thì huyết áp nó sẽ tụt xuống ha. Vậy thì trong cái thời gian mà chúng ta đợi mà chúng ta lạnh máu truyền đó, thì chúng ta nâng huyết áp bằng cách là chúng ta sẽ truyền dịch, chúng ta sẽ bù dịch nhanh lên để cho huyết áp nó tăng lên các anh chị. Hai đó là truyền dịch giúp cái cơ thể chúng ta giải độc lợi tiểu anh chị ha. Rồi cung cấp dinh dưỡng có tác dụng là nuôi dưỡng người bệnh trong số trường hợp bệnh nhân không ăn uống được, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà chúng ta phải bắt buộc họ phải nhịn ăn đó các anh chị ha, nhịn ăn trong những trường hợp là bệnh lý hoặc là những trường hợp mà chúng ta chuẩn bị đi phẫu thuật. Thì tí xíu mình sẽ học vào cái bài gọi là các cái phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh, thì em sẽ nói kỹ hơn, tại vì giờ em nói nữa thì lát mình nói lại thì nó lại trùng lắp ha. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ đưa thuốc vào để điều trị. Thì như các anh chị thấy đó ha, đặc biệt là anh chị anh đi bệnh viện rồi đó, thì các anh chị thấy là chúng ta chích kháng sinh, chúng ta chích kháng viêm, chúng ta chích vitamin C tăng cường sức đề kháng ha, hoặc là chúng ta chích những cái thuốc cầm máu vân vân ha, có rất là nhiều cái thuốc mà để chúng ta đưa vào cơ thể người bệnh ha. Rồi cái chỉ định ha, chỉ định của truyền dịch nè các anh chị nhớ nè ha, xuất huyết nè, đó trong trường hợp ví dụ như là bệnh nhân họ bị xuất huyết do họ bị tai nạn ha, họ bị chấn thương, hoặc là họ bị xuất huyết do một cái bệnh lý, ví dụ như là có những cái thai ngoài tử cung vỡ nè, hoặc là xuất huyết dạ dày nó bị thủng dạ dày chẳng hạn ha, thì nó sẽ xuất huyết ra. Như vậy thì chúng ta cũng phải truyền máu thì mình sẽ học riêng một cái bài riêng ha. Rồi bệnh nhân nôn, tiêu chảy, mất nước ha, thì cái này là chúng ta gặp là nhiều nhất là các anh chị thấy là những trường hợp mà bệnh nhân họ bị dịch tả ngày xưa đó các anh chị, hay là nó mất nước và nó tụt huyết áp dữ dội đó anh chị, nên chúng ta phải bù nước vào cho bệnh nhân ha, bằng đường uống và cả lẫn đường truyền dịch, đường truyền luôn các anh chị ha. Rồi trường hợp bệnh nhân bỏng ha, bệnh nhân bỏng thì họ sẽ bị thoát cái dịch ra ha, tại vì cái da của chúng ta nó bị tổn thương, do đó thì nó không có bảo vệ được cái lớp dưới da, do đó thì nó sẽ bị những cái dịch đó nó sẽ bị thoát ra ngoài. Như vậy thì nó sẽ bị thiếu nước ha, thiếu nước thì chúng ta bù dịch, đặc biệt là những người bỏng các anh chị ha, tìm ven khó lắm các anh chị, hay những cái da nó tổ chức da nó bị hư các anh chị ha, chúng ta phải tìm những cái mạch máu lớn các anh chị ha, hoặc là chúng ta phải xẻ tĩnh mạch ha, chúng ta phải xẻ tĩnh mạch, chúng ta đưa cái kim vào trong cái lọc mạch của chúng ta truyền cho bệnh nhân ha. Rồi cái nữa là trước mổ và sau mổ các anh chị ha, trước mổ và sau mổ, tại sao truyền dịch các anh chị biết rồi đó ha, tại vì bệnh nhân họ phải nhìn đói các anh chị ha, họ phải nhìn đói. Và khi mà vào phòng mổ thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái ven của bệnh nhân để người ta truyền những cái loại thuốc như là dịch truyền để nâng huyết áp,
các cái dịch keo. Trong trường hợp là bệnh nhân thì họ tụ huyết áp nhiều quá thì ta phải người ta phải truyền dịch keo để kéo cái nước vào cái tế bào ha. Rồi người ta sẽ dùng những cái thuốc gây mê ha, chúng ta phải truyền qua tĩnh mạch đấy ha. Thì đó là những cái mà anh chị thấy là khi bệnh nhân xuống phòng mổ là người ta phải tìm chích men hết anh chị ha. Rồi tiếp nữa là bệnh nhân suy kiệt ha, bệnh nhân ăn uống không được, ăn kém đấy. Rồi một số trường hợp bệnh lý cần được duy trì cái dịch truyền liên tục có con số thuốc theo cầu như là thuốc kháng sinh là thuốc nâng huyết áp và có thể điều trị bệnh nhân ha. Nghĩa là những cái bệnh nhân mà họ bị hạ huyết áp đó các anh chị, hoặc là những bệnh nhân mà họ tăng đường huyết đó, người ta cần phải truyền một loại thuốc để kiểm soát đường huyết với các anh chị ha. Hoặc là những bệnh nhân tăng huyết áp cũng vậy, người ta cũng phải có những cái thuốc để người ta truyền vào, người ta pha vào dịch truyền đó, để người ta truyền mục đích là người ta sẽ kiểm soát huyết áp của bệnh ha. Hoặc là những cái bệnh nhân mà họ bị hạ natri, hạ kali, hạ natri đó thì chúng ta cũng phải truyền truyền dịch để chúng ta bù, là những cái gì mà thiếu thì chúng ta bù vào anh chị ha. Rồi cái trường hợp áp dụng thì nãy mình vừa nói rồi các anh chị ha. Vậy thì chống chỉ định nhớ dùng cái vấn đề này, tại vì một số anh chị đó là thường khi các anh chị mà ra trường đó, đặc biệt là một số anh chị y sĩ nè hoặc là điều dưỡng nè, khi các anh chị ra trường xong về về nhà mình đó thì có một số người ở xung quanh mình đó, hoặc là bà con dòng họ hoặc là láng giềng đó nhưng họ biết các anh chị là y bác sĩ ha. Như vậy thì họ sẽ nhờ các anh chị đến truyền dịch cho họ, hoặc là có một số anh chị thì mình đi làm thêm bên ngoài đó ha, thì mình đi truyền dịch để hoặc là chích thuốc để mình tăng thêm thu nhập đó các anh chị ha. Thì các anh chị lưu ý dùm là những bệnh nhân suy tim là chúng ta không có truyền ha, chúng ta phải hết sức cẩn thận cái vấn đề này. Thứ hai đó là những bệnh nhân suy thận ha, suy thận suy tim ha, các anh chị nhớ dùm, tại vì khi chúng ta truyền đó cái lượng dịch mà nó vào đó các anh chị ha, nó vào và cái tim của bệnh nhân suy đó, thì cái khả năng mà co bóp của tim đó, kém đi các anh chị, thì nó bị quá tải tuần hoàn, nó không có lọc được ra ngoài, hoặc là cái thận nó suy nó không lọc được các anh chị. Như vậy thì nó ứ lại, dịch nó ứ lại ha, dịch ứ lại như vậy thì nó sẽ gây gây phù phổi anh chị ha, về phù phổi. Vậy thì bệnh nhân sẽ bị ngộp thở ha các anh chị ha, bệnh nhân sẽ bị ngộp thở và chúng ta không cấp cứu kịp. Hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta vừa truyền dịch xong đó, cái chúng ta về đây các anh chị ha, tại vì chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi chúng ta đợi mấy tiếng đồng hồ được ha. Lúc các anh chị tới, các anh chị cắm dây chị truyền lên xong cái các anh chị đi về, chừng nào hết thì các anh chị lại rút ra, hoặc là các anh chị dặn người nhà là hết thì kéo bánh xe xuống khóa lại. Nhưng mà nhiều khi người ta đâu có làm theo lời các anh chị, tại vì khi các anh chị ở đó người ta nghe, nhưng mà khi các anh chị về người ta không nghe nữa ha. Người ta thấy là truyền dịch về là nó bất tiện quá đi, bắt tôi nằm đây là sao tôi đi tới đi luôn được ha, tôi muốn đi vệ sinh khó quá ha. Như vậy thì giờ tôi cho nó chạy nhanh chút để cho nó mau hết, tôi đi vệ sinh, hoặc là nó chạy cho mau hết lẹ đi để tôi rút cái kim ra để tôi đi ngủ nó dễ, chứ tại vì giờ ngủ mà đắp mền nào mà cái kim này nó vướng víu nó khó chịu quá ha, không không chịu nổi anh chị ha. Như vậy thì người ta cho chạy nhanh đấy ha, ngay cả trong bệnh viện họ vẫn làm những cái hành động đó các anh chị, chứ đừng nói gì mà ở nhà của họ. Nên là các anh chị nhớ là hết sức là cẩn thận đối với những cái trường hợp này ha. Và các anh chị biết là khi mà người ta mà mời các anh chị đến nhà để truyền dịch cho họ đó, thì thường đó là những cái bệnh nhân này là thứ nhất là họ họ suy kiệt, họ yếu lắm, họ ăn không được, họ ốm yếu lắm. Thứ hai là những người già, những người lớn tuổi quá đó các anh chị. Thứ ba nữa là những người mà quá nặng đó, bệnh viện người ta cho bệnh nhân về đó các anh chị. Thì thường là những cái ngày cuối đó thì người ta thường là người ta phải nhờ một cái y bác sĩ đến để truyền dịch, để cung cấp cái năng lượng cho bệnh nhân để họ sống đó anh chị. Như vậy thì đây là những trường hợp mà rất là nguy hiểm anh chị nhớ dùm ha. Chúng ta có làm thì cũng được, nhưng vấn đề là chúng ta phải hết sức cẩn thận, và chúng ta truyền dịch thì cũng thật là chậm để chúng ta có gì chúng ta cấp cứu kịp thời ha. Rồi thì chúng ta các anh chị nhớ dùm đó là những cái kinh nghiệm các anh chị ha, những cái kinh nghiệm, tại vì các anh chị biết là khi các anh chị truyền lão bệnh nhân phù phổi các anh chị làm gì. Các anh chị không có cái gì hết á ha, các anh chị chỉ có cái găng tay thôi ha, găng tay và dịch truyền thôi, ngoài ra các anh chị có gì thẩm thọ, thậm chí nhiều lúc các anh chị còn không có trang bị cái máy huyết áp nữa ha, rồi các anh chị cũng không có cái ống nghe để các chị nghe phổi bệnh nhân có ran hay không nữa. Như vậy thì làm sao chúng ta cấp cứu được, chúng ta lấy cái gì chúng ta cấp cứu, chúng ta đâu có thuốc cấp cứu đâu ha. Nên là các anh chị nhớ giùm là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Xin lỗi các anh chị, em có điện thoại nghe cái. Alo anh, alo.
Anh đang dạy, tí xíu sau anh gọi lại. Ok. Đấy các anh chị ha. Thì hoặc là tùy theo cái chỉ định của bác sĩ ha. Rồi. Vậy thì các cái vị trí nào để chúng ta truyền dịch cho anh chị? Thì nó có rất là nhiều vị trí để chúng ta truyền ha. Miễn làm sao chúng ta phải chọn được cái tĩnh mạch nó thẳng ha, thẳng, không ngoằn ngoèo ha, không gấp khúc ha, không ngay lấp khuỷu ha, thì chúng ta truyền được các anh chị, hay chúng ta truyền được các anh chị thấy là chúng ta truyền tĩnh mạch cánh tay, tĩnh mạch cẳng tay, tĩnh mạch mu bàn tay ha, vân vân, tất cả các cái nơi chúng ta đều truyền được. Và các anh chị nhớ dùm là cái vị trí cái mặt trong của cái cánh tay, cái cẳng tay này, các anh chị hạn chế chích anh chị, hoặc là cái đường này nè các anh chị hạn chế chích, tại vì cái đường này là cái đường mà bệnh nhân ít có cái mặt này là ít tiếp xúc với là bên ngoài này các anh chị ha, do đó thì cái vùng này nó nhạy cảm lắm ha. Thì các anh chị chích vô đây mình nó đau ghê lắm các anh chị ha, các anh chị chích nếu bên ngoài này thì đỡ đau nhưng mà ở trong này đau lắm đấy. Nên các anh chị nhớ là các anh chị khi chích thì các anh chị cũng phải biết ha, các anh chị cũng phải lựa, như các anh chị được thấy thầy nói chích chỗ nào cũng được, giờ tôi thấy cái chỗ này chích thì tôi thích tôi chích ha, như vậy thì cũng không nên. Các anh chị sẽ lựa những cái nào mà thuận tiện nhất cho người bệnh, và thứ hai đó là giúp người bệnh nó đỡ đau ha. Và là các anh chị biết không, có một số người chích lên cái tĩnh mạch này nè các anh chị ha, tĩnh mạch này nè rồi nó đau gần chết được các anh chị, đau lắm ha. Hoặc là cái những cái tĩnh mạch mà ở cái gan bàn tay nè các anh chị ha, những cái chỗ này nó đau lắm ha. Nên chúng ta nhớ là chúng ta phải cố gắng là hạn chế các anh chị ha, hạn chế trừ những trường hợp mà quá đặc biệt không thể nào tìm được ven ở đâu á thì các anh chị có thể sử dụng ha. Nhưng mà nếu mà có những cái lựa chọn khác á thì các anh chị nên cố gắng là chúng ta lựa chọn những cái tĩnh mạch nào nó tốt hơn nha các anh chị ha. Hoặc là cái tĩnh mạch hiển nè các anh chị ha, tĩnh hiển rất là to nè, chúng ta sẽ chích những cái tĩnh mạch này. Thường là những cái bệnh nhân khi mà họ nằm lâu đó các anh chị biết là những cái ven này là lặn hết anh chị ha, lặn tiêu hết ha. Có một số bệnh nhân họ nói là họ nói là tôi là lao động nặng lắm ha, bình thường là mạch máu tôi nổi cuồn cuộn à, mà không hiểu sao vô bệnh viện giờ lặn tiêu, thấy bác sĩ giờ lặn hết nha. Vậy thì đúng vậy không các anh chị ha, đúng là thấy bác sĩ lặn hết sợ đúng không anh chị ha. Thì cũng có trường hợp là nó đúng một phần nhỏ nhỏ trong đó thôi, chứ thật ra nó không đúng hết ha. Nghĩa là khi mà vào bệnh viện thì bệnh nhân họ nằm đó các anh chị, họ nằm họ ít vận động là thứ nhất, thứ hai nữa là cái huyết áp mình nó thấp đi ha, thì cái mạch nó xẹp lại. Thứ ba đó là khi chúng ta lo sợ thì mạch máu nó co lại do đó thì nó cũng góp một phần nhỏ trong đó thôi ha. Nhưng cái phần chính đó là do cái huyết áp chúng ta nó thấp anh chị ha, huyết áp thấp thì cái lực máu, cái áp lực máu trong lòng mạch nó giảm xuống, như vậy thì cái thành mạch nó sẽ xẹp lại ha. Thì đó là một cái nguyên lý bình thường của nó là như vậy anh chị ha. Rồi thì chúng ta sẽ chọn ha, chị tùy theo các anh chị ha, các anh chị sẽ chọn, các anh chị sẽ xem cái tĩnh mạch nào mà mình chích được ha. Mình sẽ chích cái tĩnh mạch đó ha các anh chị ha. Rồi tiếp tục ha, hoặc là tĩnh mạch vùng đầu ha, thì tùy theo, ví dụ như ở những bệnh nhân họ có tĩnh mạch ở dưới tay thì mình chích dưới tay đi, chứ đâu mắc gì đâu mình phải chích trên đầu của họ chi cho họ tội nghiệp họ vậy ha. Tại vì những lúc họ họ di chuyển rồi nó khó khăn, cái kim nó nằm trên đầu lủng lẳng anh chị ha. Trên đầu như trường hợp là những bệnh nhân, những em bé nhỏ đó anh chị ha, những lúc cái tay của nó đó mình tìm nó không có ra, đặc biệt là những cái em mà bụ bẩm đó ha, những em mà ú đó, thì các anh chị biết là khi mà vào để tìm mạch mà chích cho nó khó dữ lắm ha. Nên thường là ta sẽ chích cái tĩnh mạch thái dương, ta chích trên này, ta cạo cái vùng tóc trên này và ta chích nó ha. Đấy thì tùy theo chúng ta sẽ tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân ha. Ví dụ như mà chúng ta thấy rõ ràng thì chúng ta chích, không thì thôi ha, không thì chúng ta sẽ chích những cái nơi mà nó thuận tiện nhất cho người bệnh ha, thuận tiện nhất cho người bệnh. Rồi thì dịch truyền thì nó có nhiều loại lắm các anh chị ha, có nhiều loại lắm. Ví dụ như các anh chị thường thấy là các anh chị thấy là bác sĩ cho truyền nước biển đúng không anh chị ha. Thỉnh thoảng là người ta nghe một số cái cô bác lớn lớn đó, người ta nói là bây giờ cho tôi truyền nước biển đi bác sĩ ha. Vậy thì nước biển là nước gì? Nước biển là nước này nè các anh chị ha, nước biển là nước này, tại vì cái nước này nó mặn mặn ha, này là nước muối đó các anh chị ha, nó là natri lorua 9000 đó. Người ta nghe nó, người ta nếm thử, ví dụ người ta nghe nó mặn mặn, cái người này truyền tai người kia nói là nước biển, truyền nước biển, nó mặn mặn giống như muối ở ngoài biển anh chị. Nhưng mà cái nồng độ này nó thấp hơn rất nhiều anh chị ha, nồng độ ngoài biển nó cao lắm, nồng độ ngoài biển nó cái 0.3% là chỗ này nó cái 9000 anh chị ha. Nên nồng độ nước biển thì chúng ta không thể truyền vào, không phải sử dụng được đâu anh chị ha. Rồi cái thứ hai là cái Lactaswinger nè ha, để chúng ta truyền, để chúng ta bù trong những trường hợp là chúng ta tiêu chảy mà nó mất nhiều
cái vitamin đó các anh chị, thì chúng ta truyền vào ha. Hoặc là cái các anh chị thấy là khi bệnh nhân họ đi mổ lên á, thì thường bác sĩ sẽ cho là một chai 9, hai chai 9, hai chai 5, hai chai 9 anh chị ha. Vì vậy thì 5 để làm gì? 5 này có nghĩa là glucosamine 5%, là dung dịch này là đẳng trương các anh chị ha. Nó có là gluco 10%, gluco 30% nữa các anh chị ha. Tùy theo cái chỉ định mà ta sẽ cho theo từng cái nồng độ nó khác nhau ha. Và cái 5% này đó là người ta truyền mục đích là để người ta cung cấp cái năng lượng cho người bệnh anh chị ha, cung cấp cái năng lượng khi người bệnh họ nhịn đói đó, họ nhịn đói để họ trải qua cái quá trình phẫu thuật, hoặc là họ nhịn đói trong một số trường hợp là họ để người ta điều trị bệnh, chẳng hạn như như là trong trường hợp bệnh nhân bị viêm tỷ cấp chẳng hạn, thì người ta không cho người bệnh ăn, tại vì ăn vào thì nó sẽ rất là đau, do đó thì người ta phải truyền dịch cho người bệnh ha. Thì đó là tùy theo cái bệnh lý mà chúng ta sẽ có cái chỉ định riêng hay các anh chị ha. Thì sau này khi các anh chị đi thực hành lâm sàng thì các anh chị sẽ thấy một số cái trường hợp là các anh chị sẽ biết ha. Có một số bệnh thì chúng ta không thể ăn được ha, con viêm tỷ cấp nó đau lắm anh chị ha, thì chúng ta không thể ăn được, ăn vào thì nó sẽ đau ha. Rồi đây luôn có 10% nè, luôn có 20%, luôn có 30%, thì các anh chị nhớ dùm là cái lượng đường này nè ha, cái đường này nè các anh chị truyền á thì nó phải vào trong cái lòng mạch, các anh chị nhớ dùm nha. Khi mà nó bị thoát mạch ra ngoài đó là nó sẽ bị viêm cái mạch máu và bệnh nhân rất là đau các anh chị ha. Các anh chị nhớ dùm là chúng ta phải chắc chắn ha, tại vì các anh chị biết là có một số cái kim đó ha, thì nói có sách mắt có chứng hết đó các anh chị ha. Khi các anh chị đi thì các anh chị sẽ thấy được là không phải cây kim nào người bệnh cũng được mới chích đâu các anh chị ha. Có một số cây kim họ lưu tới 2-3 ngày ha, nhưng mà nguyên tắc thì không thể lưu lưu quá 72 giờ ha. Nhưng mà có một số cây kim thì để hoài, để ngày này qua ngày kia các anh chị ha. Thỉnh thoảng nhiều lúc cây kim truyền nước vô nó chảy nước ra bên ngoài luôn các anh chị ha, nó không vô mạch mà nó chảy qua xung quanh á. Rồi có những bệnh nhân họ bị viêm viêm cái chỗ mà tim đó ha, viêm chỗ tim nó đỏ lừ lên ha, bệnh nhân rất là đau ha, cái mô xung quanh nó viêm cứng ngắc ha. Rồi có những trường hợp thì mạch máu nó viêm một giây dài đỏ lừ luôn, nhưng mà có những người thì có những chị em điều dưỡng đó ha, có hoặc những anh em điều dưỡng đó nhiều lúc họ không để ý tới đó các anh chị, họ không để ý tới, họ không có thay cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân đau quá kêu bác sĩ ơi, cô ơi làm ơn chích cho tôi tay khác đi, cái tay này tôi đau lắm rồi ha. Nhưng mà nhiều lúc để nhìn bệnh nhân thấy giờ khó chích quá, giờ tôi chích không được ha, không chích không được, như vậy thì giờ chích nữa, chích 3-4 mũi không được thì làm sao, thì thôi bây giờ ráng chịu đựng dùng ha. Đó, thì rất là tội cho bệnh nhân các anh chị ha. Những trường hợp này các anh chị đi bệnh viện các anh chị cũng gặp hoài luôn ha, đặc biệt là những bệnh nhân nặng đó ha. Những bệnh nhân nặng thì cực kỳ khó khăn, khi các anh chị đi mà gặp những bệnh nhân nặng mà cái mạch máu không thấy đó ha, lặn mất tiêu hết trơn, trời đó các anh chị, thì các anh chị thấy là mỗi lần mà đi lấy máu bệnh nhân để làm xét nghiệm hoặc là đi truyền dịch mà cái tay nó bị hư phải truyền lại đó, nó là một cực hình cực kỳ khó khăn các anh chị. Nhiều lúc mò tới mò lui, mò đá đời trời đất ha, có khi cả tiếng đồng hồ cũng không mò ra để chích được luôn các anh chị, khó tới mức độ vậy đó ha. Có những trường hợp là chúng ta phải xẻ tĩnh mạch, là chúng ta phải báo bác sĩ phải sử dụng một cái mâm để xẻ mấy cái tĩnh mạch vào theo cái giải phẫu đó anh chị, để tìm những cái tĩnh mạch lớn để chúng ta luồn kim vào để truyền cho bệnh nhân. Đấy, nó khó tới mức độ vậy đó, chứ không phải là anh chị nói là mạch máu thì có gì đâu mà truyền được, quá đơn giản đối với tôi ha, 1 phút 30 giây tôi truyền bao nhiêu cây chả được. Nhưng mà các anh chị có những trường hợp không phải đơn giản vậy đâu các anh chị ha, có những trường hợp nó rất là khó khăn. Đấy, rồi hoặc là một cái số cái kháng sinh này các anh chị ha, thí dụ như là cái levofloxacin nè ha, hoặc là cái metronidazole chẳng hạn ha, thì đó là những cái kháng sinh mà thuộc những cái họ khác ha. Thì khi các anh chị học dược thì các anh chị sẽ biết là nó có nhiều cái họ lắm các anh chị, kháng sinh nó có nhiều họ lắm chứ nó không phải một họ ha. Mỗi một họ như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều cái nhiều cái thế hệ các anh chị ha, nhiều cái thế hệ đấy. Ví dụ như là cái cephalosporin thì nó gồm có là cái penicillin ha, rồi nó gồm có cephalosporin ha, rồi cephalosporin thế hệ thứ 1, thứ 2, thứ 3 ha, nó có rất là nhiều thế hệ trong đó ha. Thì khi các anh chị học dược thì các anh chị sẽ nắm những cái phần này ha. Rồi hoặc là những cái thuốc những cái albumin, đây là trong trường hợp các anh chị thấy là những bệnh nhân mà họ bị giảm cái albumin trong máu các anh chị, họ bị giảm cái rotit đó ha. Thì các anh chị thấy là có một số bệnh nhân đó là họ phù lên các anh chị, họ phù lên là do cái
cái dung dịch keo trong máu của họ nó giảm xuống, cái rotit nó giảm xuống. Như vậy thì nó không thể kéo cái nước vào vào trong cái lòng mạch được, mà cái nước này nó sẽ thải ra bên ngoài, nó ra ngoài tế bào và làm cho cái chân cái giò của mình đang sưng to đùng lên ha. Do đó thì chúng ta phải truyền cái albumin để kéo dịch keo vào ha. Rồi hoặc là các anh chị thấy là có một số dịch truyền đó thì nó có màu trắng ha, màu trắng đục ha, đó là những cái loại lipid các anh chị ha, lipid ha. Hoặc là các anh chị thấy là albumin rồi kitmin rồi amino gì đó, ketoterin hay là aminoterin vân vân, hoặc là nephoterin, rồi có dung dịch là 3:1 ha, nó có nhiều, rất là nhiều cái dung dịch để chúng ta truyền cho bệnh nhân các anh chị ha, nha, rất nhiều. Thì tùy theo cái bệnh viện hoặc là tùy theo khoa thì bác sĩ sẽ có những cái chỉ định ha. Như vậy thì đó là một số dịch truyền mình giới thiệu qua cho các anh chị thấy nha. Như vậy thì trước khi mà chúng ta truyền dịch á thì chúng ta phải làm những vấn đề sau đây. Nghĩa là chúng ta phải thực hiện 3 kiểm tra 5 đối chiếu ha. Thì bữa hôm mình đã học cái bài về an toàn cho bệnh nhân dùng thuốc rồi đó, thì chúng ta đã biết được 5 đối chiếu là gì rồi ha, kiểm tra rồi ha. Rồi chúng ta sẽ động viên giải thích cho người bệnh hiểu và người bệnh hợp tác trong quá trình chúng ta tiêm truyền cái kỹ thuật này ha. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ hỏi về cái tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân, chúng ta hỏi nha, trước khi chúng ta thực hiện bất cứ một cái thủ thuật và thuốc men gì cho người bệnh, chúng ta phải hỏi họ nha. Các chị nhớ dùm, đây là cái điều mà nó giúp ích cho các anh chị rất nhiều trong quá trình là chúng ta hạn chế cái sốc phản vệ các anh chị ha. Đây, thí dụ như là trước khi truyền dịch vô nó chúng ta kiểm tra, ta hỏi là bác ơi làm ơn bác cho con biết bác họ tên gì, bác sinh năm mấy ha. Rồi bác cho con xem cái vòng tay của bác xem có đúng như là cái tên của trong cái y lệnh hay không, xem xong rồi ha. Rồi mình sẽ đối chiếu tất cả các cái thông số ha, ví dụ như là đường truyền rồi liều dùng, thời gian ha, rồi thuốc vân vân đấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái vấn đề đó. Nếu mà đúng khớp hết rồi thì chúng ta sẽ giải thích cho người bệnh. Và thường các anh chị biết là khi chúng ta truyền dịch á thì các anh chị biết là chúng ta truyền cái thời gian nó lâu lắm chị ha, lâu lắm, nên là trước khi truyền dịch đó là các anh chị phải cho bệnh nhân đi tiểu ha, chúng ta phải cho bệnh nhân đi vệ sinh ha. Anh chị sẽ giải thích là bác ơi bây giờ con sẽ truyền cho bác cái dịch này nè, 3 chai nước dịch truyền này, nên bác phải đi tiểu trước đi ha, trong thời gian đợi con chuẩn bị thì bác nên đi tiểu đi, đi tiểu xong vào thì bắt đầu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ha, sau đó chúng ta phải kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân, sau đó chúng ta mới truyền dịch, các anh chị nhớ giùm nha. Rồi trước khi truyền thì chúng ta hỏi là bác ơi xưa giờ bác có bị dị ứng với thuốc gì không ha, có dị ứng với thức ăn gì không đấy, vậy thì chúng ta biết được là cái cơ thể cảm thụ của bệnh nhân nó có nhạy hay không ha, nó nhạy với cái dị nguyên hay không, để chúng ta sẽ dự trù vậy ha. Rồi thì sau đó tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tư thế của người bệnh ha. Tư thế người bệnh thì chuẩn bị như thế nào thì tư thế nào cũng được, miễn làm sao mà người bệnh họ thấy thoải mái là được anh chị ha. Không nhất thiết là bạn phải nằm nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái, hoặc là xăng quần lên, xăng áo lên ha. Thì các anh chị cứ cho bệnh nhân nằm như thế nào mà họ cảm thấy thứ nhất là thoải mái, thứ hai là mình thấy nó an toàn ấy, thì chúng ta truyền dịch anh chị, nghĩa là làm sao mà họ không có bị có cái nguy cơ té ngã đó các anh chị ha. Thì là chúng ta truyền thôi ha, chứ các anh chị đừng bắt họ gò bó quá. Tại vì các anh chị biết là khi mà truyền dịch xong đó thì cái thời gian mà nằm lại nó lâu lắm các anh chị, nếu mà họ giữ một tư thế như vậy đó thì không thể nào chịu nổi các anh chị ha, cái này chịu nổi được. Do đó thì cái tư thế làm sao cho nó thoải mái nhất là được ha. Rồi về cái người nhân viên y tế, người điều dưỡng thì có mũ nè ha, có khẩu trang, chúng ta đeo thẻ nhân viên theo quy định, cái này là quy định các anh chị, chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải, chúng ta phải đeo bằng tên ha các anh chị, tại vì không đeo bằng tên thì không biết các anh chị là ai nha. Mà đó là quy định ha, đi làm là bắt buộc phải đeo bằng tên, phải có nón, phải có khẩu trang ha. Rồi trước khi làm thì chúng ta phải rửa tay ha, chúng ta phải rửa tay trước khi làm thủ thuật. Thì tùy theo các anh chị, có những nơi thì người ta trang bị cái phòng rửa tay trong phòng luôn, thì các anh chị sẽ rửa tay bằng nước ha. Nếu như mà trong phòng không có thì các anh chị sẽ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh các anh chị ha. Rồi như vậy thì cái dung dịch, cái bộ dịch truyền để chúng ta truyền thì các anh chị thấy là muốn truyền dịch được thì chúng ta phải có cái dây dịch truyền chứ các anh chị ha. Cái dây dịch truyền thì nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều hãng lắm anh chị ha. Có những cái hãng mà mình thấy xài tốt bây giờ là hãng Big Round đó các anh chị ha. Người ta sẽ cung cấp những cái dây dịch truyền thì rất là đặc chuẩn ha,
Tuy nhiên thì bên cạnh nó cũng có rất là nhiều hãng khác, cái chất lượng thì nó cũng không bằng, nó sẽ không tốt bằng anh chị. Rồi chúng ta sẽ có thêm cái bơm kim tiêm, gọi là kim pha thuốc, gọi là gạt bẻ thuốc vân vân. Thì đối với những cái thuốc mà chúng ta pha vào để chúng ta truyền đến anh chị ha, có những cái loại thuốc thì chúng ta pha vào chai dịch truyền để chúng ta truyền cho người bệnh, ví dụ như là Calilorua chẳng hạn, thì chúng ta pha vào cái chai, một cái chai lá tát thì chúng ta truyền cho bệnh nhân đấy, thì chúng ta phải chuẩn bị những cái dụng cụ này để chúng ta hỗ trợ thêm phụ vào các anh chị ha. Tại vì ví dụ mà các anh chị muốn pha thuốc mà các anh chị không có kim, các anh chị không có gạt, các anh chị bẻ cái ống thuốc thì lấy gì mà bẻ anh chị ha, thì chúng ta phải chuẩn bị ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái kìm ha, cái kìm nghĩa là kìm tiếp liệu đó các anh chị, kìm puncture là cái đầu cái mỏ nó nhọn nhọn đó ha, một cái thì khi nào mình đi thành đi rồi em sẽ hướng dẫn anh chị ha. Thì nó để chúng ta sẽ gắp cái bơm tim vô khuẩn ha, hoặc là chúng ta sẽ gắp cái bông để chúng ta sát trùng ha. Mà bây giờ thì cái vấn đề này là các cái trường thì còn dạy cái kỹ thuật này các anh chị, nhưng mà hiện tại bệnh viện thì hầu như là người ta ít có xài cái này lắm các anh chị, người ta tiến tới là người ta xài cái ancol bát các anh chị. Ancol bát thì các anh chị chỉ cần xé một miếng ancol bát ra là các anh chị sát khuẩn xong rồi, thì các anh chị sử dụng như vậy thì nó rất là tiện nghi các anh chị. Tại vì cái các anh chị biết là cái hộp quần viên đó, thì khi các anh chị sử dụng thì các anh chị phải đổ cồn vào ha, đổ cồn vào để các anh chị sát trùng. Như vậy thì khi mà các anh chị mở nắp ra để các anh chị lấy cái miếng gòn để sát trùng đó, thì có một số anh chị quên quên đậy nắp, các anh chị quên đậy nắp, như vậy thì cái cồn nó sẽ bay hơi, mà mình quên đậy nắp thì nó bay hơi mất, thì nó chỉ còn lại nước không à các anh chị. Như vậy thì cái tác dụng mà sát khuẩn của nó không có à, do đó thì bây giờ người ta tiến tới là người ta bỏ cái vấn đề là gòn viên mà để đổ ancol vào sát trùng, người ta sẽ dùng cái ancol bát anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khay chữ nhật vô khuẩn ha, rồi dung dịch sát khuẩn cồn ha, rồi ống nước cấp, rồi pha thuốc theo cái y lệnh ha, rồi cái khay chữ nhật sạch, hai khay hạt đậu ha, ghi garo băng keo. Cái hạt đậu này để chi các anh chị, để chúng ta đuổi e đó các anh chị ha, khi chúng ta trước khi chúng ta truyền để chúng ta cắm cái dịch truyền vào cái chai dịch truyền đó, từ cái dây cắm mà chúng ta cắm vào chai dịch truyền rồi đó, thì chúng ta phải xả e các anh chị, và chúng ta phải bóp cho nó nửa bầu điểm giọt ha, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đuổi e trên cái đường dây đó các anh chị. Anh chị biết là có nhiều người quên luôn à, quên đuổi e luôn các anh chị à, cắm dây dịch truyền vô xong rồi khóa lại để đó ha, xong rồi lây hoay ở đây để tìm cái ven để chích cho bệnh nhân ha, chích cho bệnh nhân xong rồi ha, rồi dòm lại cái dịch truyền mình chưa đủ e các anh chị đấy nha. Do đó thì chúng ta làm, ta nhớ là chúng ta phải hết sức là cẩn thận nha, làm trên người bệnh là chúng ta phải hết sức cẩn thận nha. Giờ chúng ta phải có cái dây garo và băng keo dính ha, và kéo để chúng ta cắt băng à, băng cái dây garo để chúng ta thắt mạch lại, để chúng ta tìm chúng ta cho cái mạch máu nó căng lên để chúng ta tiêm cho nó dễ các anh chị ha. Rồi phải có cái gói kê tai cho bệnh nhân ha, để cho bệnh nhân đẻ lên cái gói để cho chúng ta chích cho nó dễ dàng ha. Rồi có cái cọc theo dịch truyền, thì đây là những cái dụng cụ mà các anh chị phải chuẩn bị cho đủ để chúng anh chị làm cho nó dễ à. Tuy nhiên ha, cái này em nói tuy nhiên, khi mà các anh chị đi làm việc thì hầu như cái này nó không có đủ các anh chị, tại vì khoa của các anh chị thì nó có rất là nhiều bệnh để thực hiện các cái thủ thuật này. Mà như vậy thì gói kê tai gyro thì có các anh chị, còn gói kê tai rồi nhiều lúc cũng không có ha, còn băng keo dính thì có, nhưng mà kéo nhiều lúc cũng không có luôn, thì lúc mình lấy tay xé luôn các anh chị ha. Vậy thì bài học và thi cử thì các anh chị nhớ làm cho nó đúng bài ha, nhớ làm đúng bài dùm các anh chị ha. Còn khi các anh chị đi lâm sàng đó thì nó tùy cơ ứng biến ha, nó phải flexible các anh chị ha, chứ không thể nào mà nó cứng nhắc được, là chúng ta làm sao mà cho nó đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn là được ha. Rồi chúng ta sẽ có cái cọc để chúng ta treo dịch truyền lên các anh chị ha, có cái cọc có cái cây á để treo lên. Các anh chị biết là nhiều nhiều khi ở khoa đó thì tìm cây dịch truyền không có luôn ha, thì người này truyền người kia truyền quá trời người truyền luôn rồi cái thiếu cây dịch truyền ha, thiếu cây dịch truyền, hoặc là có những cây dịch truyền mà cắm lên trên cái băng ca luôn đó anh chị ha, nhưng mà một thời gian sau cái băng ca đẩy tới đẩy lui cái cây cây dịch truyền nó bị va chạm đó ha, rồi nó bị nghiêng ngửa ha, tùm lum hết nó gắn không vô ha. Rồi có một số người thì người ta chế, người ta lấy cái móc móc phôi đồ đó các anh chị ha, người ta móc vô cái lồng của
của cái đồ mà bọc là cái chai dịch truyền đó, cái người ta treo lên cái cánh cửa ha, các anh chị thấy là nó có vô tới bệnh viện thì các anh chị thấy nó muôn muôn ngàn kiểu hết các anh chị ha. Nhưng mà theo bài vở thì các anh chị nhớ dùm là nó phải có cái cọc treo ha, có cái cọc treo thì chúng ta truyền. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thêm cái phiếu phiếu truyền các anh chị ha, phiếu truyền dịch đó ha. Thì trên khi các anh chị truyền dịch á thì trong bệnh viện họ sẽ có một cái phiếu truyền dịch viên cho các anh chị ha. Thì các anh chị sẽ ghi vào đó ngày giờ truyền, số lượng truyền, tốc độ truyền, bác sĩ cho chỉ định, người điều dưỡng thực hiện và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Thì đó là cái phiếu dịch truyền họ sẽ thể hiện trên đó, thì các anh chị sẽ ghi vào ha. Rồi chúng ta phải có huyết áp, ống nghe ha, rồi có nhiệt kế, họ chống sốc ha, sổ tiêm thuốc, phiếu chăm sóc, xô đựng túi rác thải vân vân ha. Thì nó có nhiều cái. Thì đây là một cái dây dịch truyền điển hình các anh chị. Dây này thì nó không có được tốt lắm các anh chị. Dây này thì nó không được tốt lắm. Nó có những cái dây của Bisrao rất là tốt. Dây này thì không phải các anh chị. Thì đây là một cái dây dịch truyền. Rồi chúng ta sẽ xem chúng ta để chúng ta đo cái sinh hiệu cho bệnh nhân. Thì họ mình đã học với sinh tồn rồi thì các anh chị biết rồi. Thì chúng ta sẽ đo với sinh tồn cho bệnh nhân nha. Rồi chúng ta sẽ có băng dính để chúng ta dán lại trong trường hợp mà chúng ta tiêm rồi đó, thì chúng ta sẽ dán cố định cái kim, tại vì chúng ta không dán cố định thì cái kim nó sẽ bị xuất ra ngoài ha. Rồi thì chúng ta sẽ nó máy nó bị lỗi chị. Như vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi đó các anh chị, thì chúng ta sẽ tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân ha. Và các anh chị biết là khi truyền dịch thì các anh chị cũng sẽ cột dây thắt mạch, rồi các anh chị sẽ tìm ven được cột dây thắt mạch xong rồi chúng ta sẽ tiêm vào thôi các anh chị. Cái số đó chúng ta kiểm tra xem cho mình đã tiêm vào mạch máu cho bệnh nhân chưa ha. Nếu mà đúng vào mạch máu rồi thì người ta sẽ có một cái cách để chúng ta kiểm tra xem coi chúng ta đã tiêm vào mạch máu chưa. Như vậy thì khi mà chúng ta tiêm vào đó, chúng ta sẽ ở dưới cái chỗ mà cái dây truyền anh chị thấy nãy nó có một cái miếng mủ đó anh chị, miếng cao su đó. Như vậy thì khi anh chị đâm kim vào xong, các anh chị sẽ bóp cái bao cao su đó, cái chỗ cao su đó một cái, thì máu nó sẽ xuất hiện ở chỗ cái cây kim á, chỗ trong cái lòng của cây kim anh chị. Thì các anh chị thấy là có máu rồi thì là chứng tỏ nó đã vào lòng mạch rồi. Có những trường hợp là các anh chị không phải tiêm cái nó vào được đâu các anh chị ha, tiêm vô xong rồi cái không có máu nào, hướng máu nào cả, sau đó phải rút ra rồi tiêm lại, rồi rút ra rồi tiêm lại, khi làm mấy hiệp mới được các anh chị ha. Đấy thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái kim chúng ta nó nằm trong lòng mạch mình chưa ha. Rồi thì chuẩn bị người bệnh ha, chúng ta chuẩn bị người bệnh thì tùy theo các cái quy trình thì nãy mình đã nói rồi hết rồi các anh chị. Thì khi các anh chị tiến hành thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái bản kiểm các anh chị ha. Thì trong sách nó đã có bản kiểm rồi, các anh chị đọc trên đó ha, trên đọc trên đó thì các anh chị thực hiện cho nó đúng ha. Bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì vân vân ha. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm gì, tháo găng, rửa tay, ghi hồ sơ gì vân vân ha. Thì trong cái bản kiểm nó đã có hết rồi. Trong sách nó đã có thì các anh chị đọc trên đó ha. Rồi nguyên tắc của truyền dịch thì chúng ta sẽ mình nói rồi đó các anh chị, chúng ta sẽ thực hiện 3 chai 5 đối chiếu thì này rất là quan trọng ha. Sau đó chúng ta kiểm soát sinh tồn ha. Rồi khi truyền dịch thì họ mình học đó là bất cứ những cái thủ thuật nào mà xuyên qua da bệnh nhân thì chúng ta phải thực hiện bằng cái kỹ thuật vô khuẩn ha. Rồi thì đó là không được để cái không khí lọt vào tĩnh mạch, nên các anh chị thấy là khi trước khi chúng ta truyền dịch chúng ta sẽ có một cái bu can này, chúng ta
chúng ta xả e vào trong cái vô can đó cho nó thật sự là hết e trong đó cho các anh chị. Đây có một số trường hợp thế này đây các anh chị, để nói về vấn đề e đây. Là khi các anh chị đi vào bệnh viện, các anh chị truyền đó, hoặc là các anh chị đi trực đó ha, thì tối bệnh nhân người nhà hoặc là ban ngày đó bệnh nhân chạy, là người nhà họ chạy lại họ kêu là cô ơi má tôi bây giờ cái dịch truyền nó hết rồi, lại thay dịch truyền giùm tôi ha. Nhiều lúc mình bận công việc, mình đang làm hồ sơ chẳng hạn, mình đang làm hồ sơ như vậy thì mình sắp xong rồi nhưng mà nó gần xong thôi chứ nó chưa xong, đó là thôi về đẳng đi lát tôi ra liền đấy. Như vậy thì trong khi mình về đó, người ta về cái ở đây mình làm tí xíu để mình ra, trong khi mình làm xong cái mình quên mất tiêu, mình không ra các anh chị, quên luôn không ra, còn tiếng nữa tiếng sau người ta chạy tới, người ta kêu cô ơi hết nước rồi, thì mình chạy lại các anh chị, mình chạy lại cái mình nhìn nó tuột e mất tiêu rồi các anh chị, nó tuột, nó chạy luôn hết cái bầu điểm giọt luôn rồi, nó tuột xuống một phút e luôn rồi. Như vậy thì bây giờ làm sao để cho chúng ta đủ cái e này lên đây nha. Rồi thì các anh chị có rất là nhiều cách các anh chị, một là các anh chị sẽ dùng một cái bơm tiêm vô khuẩn đó, hay các anh chị sẽ rút một cái nước từ cái chai dịch truyền của bệnh nhân đó, các anh chị sẽ bơm bơm vào cái chỗ mà cái trên cái dây dịch truyền nó có cái lỗ mà cao su đó các anh chị, các anh chị sẽ bơm vào đó để các anh chị đuổi e từ dưới lên trên, và các anh chị mở ở trên nó sẽ có một cái van e đó các anh chị, các anh chị mở trên đó thì khi các anh chị bơm lên thì e nó sẽ chảy ngược ra, nó sẽ lên hết cái e đó. Cái thứ hai đó là các anh chị sẽ mở để cho e nó chảy xuống và tới cái chỗ cái đầu kim luồn đó các anh chị, đặc biệt là kim luồn đó ha, thì nó sẽ có một cái chỗ để nó sẽ thoát e ra các anh chị ha, thì e tới đó nó sẽ thoát ra ngoài để nó đảm bảo an toàn cho người bệnh. Nhưng mà đó chỉ là kim luồn nha các anh chị, còn nếu mà các anh chị truyền kim bướm thì không thể nào mà nó thoát e được nha các anh chị, nhớ dùng là kim bướm thì chúng ta phải phải xả e bằng cách khác, là chúng ta có thể là chúng ta mở cái chỗ cái đầu nối giữa cái kim bướm và cái dây dịch truyền đó, thì chúng ta sẽ mở cái đó ra và chúng ta xả cho hết e và chúng ta sẽ gắn vào. Tại vì khi e mà nó lọt vào trong cái lòng mạch đó thì nó sẽ dễ gây tắc mạch do khí các anh chị, tắc mạch do khí thì nó nguy hiểm tính mạng của người bệnh ha. Anh chị nên nhớ dùm là chúng ta đặc biệt lưu ý là không có để e vào trong cái lòng mạch của bệnh nhân ha. Rồi phải thử test thuốc kháng sinh trước khi pha cùng với dịch truyền, rồi theo dõi sát tình trạng của người bệnh, phát hiện sớm tai biến, đảm bảo tốc độ chạy của dịch truyền theo đúng y lệnh. Thì cái này thì chúng ta là những người y tế thì chúng ta canh chỉnh là đúng liều đó các anh chị ha. Khi truyền xong thì chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ để chúng ta đếm giọt ha. Thì anh chị thấy là khi mà một cái nhân viên y tế người ta truyền dịch xong cho bệnh nhân, cái người ta cầm cái đồng hồ thế này nè, cái người ta đưa ngay cái bầu đếm giọt, cái người ta đứng đó người ta dòm hoài các anh chị ha, người ta dòm cả phút luôn ta mới đi à. Như vậy thì các anh chị biết là người ta đang đếm giọt đó các anh chị. Ví dụ như là bác sĩ cho y lệnh là 30 giọt trên phút, như vậy thì cái cô đó cô truyền xong thì cô sẽ đứng cô đếm, đếm coi cái một phút nó chảy được 30 giọt hay không, rồi sau đó thì người ta mới đi vào đây các anh chị. Và phải nhớ một điều, phải căn dặn bệnh nhân là không được tự ý điều chỉnh tốc độ ha, và phải giáo dục cho họ biết là khi điều chỉnh tốc độ như vậy thì cái nguy cơ mà xảy ra cái nguy hiểm cho họ rất là cao các anh chị, nó sẽ gây phù phổi và bệnh nhân tử vong. Như vậy thì mình phải giải thích cho họ để họ biết, để họ không có thực hiện cái động tác là họ điều chỉnh liều anh chị ha. Rồi tai biến thì nó có một số tai biến của truyền dịch này các anh chị, thấy là sốc phản vệ, thì sốc phản vệ thì hầu như tất cả các thuốc là nếu như bệnh nhân phản ứng thì thuốc nào họ cũng phản ứng được anh chị ha. Chứ không phải là chỉ có truyền dịch nó phản vệ không ha, thuốc thoa ngoài da cũng phản vệ các anh chị ha, thuốc nhỏ niêm mạc cũng phản vệ, thuốc tiêm bắp cũng phản vệ các anh chị ha. Đấy, rồi thứ hai đó là phù phổi cấp, phù phổi cấp và tắc mạch ở phổi ha, rồi nhiễm trùng rồi tại vùng truyền, tắc kim phòng nơi tim, thì đây là những cái mà các anh chị thường thấy. Và thường thấy nhất là cái gì, thường thấy nhất đó là cái phòng nơi tim là các anh chị. Phòng nơi tim có nghĩa là nó bị phù đó ha. Thì khi các anh chị biết là có một số anh chị đó là khi mà chúng ta chích cái kim vào lòng mạch đó, thì bắt đầu cái thấy máu nó chảy ra trong cái lòng của cái kim đó các anh chị, trong cái lòng của dây truyền đó, thì nó đã vào mạch máu rồi ha, thì mình chắc chắn là đã vào rồi, ok rồi các anh chị. Rồi sau đó cái lay quay ha, lay quay mở cái dây thắt mạch ra, rồi lấy băng keo dán cho người bệnh ha, rồi sau đó là lay quay cái kim nó bị xuyên cái mạch máu anh chị, xuyên mạch máu. Tự nhiên hồi nãy nói sao coi kỳ vậy ta, hồi nãy mình thấy rõ ràng nó vô mạch máu rồi, máu chảy ra rồi mà ta sao giờ phù cục vậy ha, thì do cái quá trình mà chúng ta
thao tác đó các anh chị ha, thao tác đó chúng ta quên, chúng ta không để ý đó, lúc kim nó bị xuyên mạch ha. Đặc biệt là cái kim bướm đó các anh chị ha, cái kim bướm là nó dễ bị xuyên mạch lắm ha. Bây giờ thì hầu như bệnh viện người ta trang bị cái kim luồn thì nó sẽ đắt tiền hơn nhưng mà nó sẽ an toàn cho người bệnh ha. À, và kim luồn bây giờ người ta sẽ chuẩn bị kim luồn là có khóa an toàn các anh chị à, nên khi các anh chị chích vào xong đó, các anh chị rút cái nòng sắt ra thì cái kim nó tự khóa lại và các anh chị không thể đưa vào được cái trong cái vỏ của cái kim để chích lại à, nên khi các anh chị rút ra xong là không thể chích lại nữa. Và các anh chị nếu mà các anh chị đã hư cái kim thì bắt buộc các anh chị phải lấy cái kim khác ha. À, thì đó là một cái cách để người ta hạn chế những cái tai biến, những cái rủi ro cho nhân viên y tế anh chị. À, hoặc là tắt kim nè à, tắt kim là các anh chị thấy là à, khi truyền dịch xong à, thì chảy bình thường nhưng mà à, một thời gian sau tự nhiên cái dịch truyền nó bắt đầu nó chảy nhanh các anh chị à, sau đó nó chảy chậm dần cái nó nhiễu giọt lâu làm giọt xong rồi cái nó ngưng luôn không cần chảy nha. Như vậy thì cái cục máu đông đó, nó đã đông lại ngay chỗ cái đầu của cái kim anh chị à, nó làm cho tắt cái đường dẫn dịch truyền vào ha. Do đó thì chúng ta cũng phải chích chỗ khác, chúng ta phải thay kim vân vân ha. Rồi một số cái tai biến của cái truyền dịch này các anh chị à, nhớ dùm đây ha. Thì cái đầu tiên là cái sốc phản vệ nè các anh chị à, sốc phản vệ thì nếu mà có thời gian thì em sẽ hướng dẫn các anh chị nguyên một cái bài à, chuyên về sốc phản vệ à, cho các anh chị sẽ nắm được cái tình trạng sốc phản vệ là như thế nào ha. Giờ mình chỉ nói sơ qua thôi. Thì người bệnh thì có cái hiện tượng là họ lo âu, họ tự nhiên đang truyền xong cái họ run lên, họ sợ lên, cái họ khó thở ha, họ khó thở, họ ho lên, rồi nhiều lúc cái họ nói là tôi đau ngực quá, tôi tức ngực quá, tôi đau dọc cột sống ha, ha. Rồi tự nhiên cái họ tiêu tiểu không tự chủ luôn các anh chị, tè ra quần luôn. Đấy, cái đó thì đó là sốc phản vệ đó các anh chị, à, những cái dấu hiệu của sốc phản vệ. Thì chúng ta đề phòng bằng cách là chúng ta hỏi cái tiền sử của bệnh nhân ha. Rồi theo dõi sát cái người bệnh và chúng ta sẽ xử trí sau đó ha, bằng cách là chúng ta ủ ấm cho người bệnh nè, rồi tùy theo cái tình trạng của người bệnh mà chúng ta sẽ có những cái phác đồ xử trí sao. Ví dụ như là bệnh nhân họ chưa có dấu hiệu nặng nên họ chỉ là mới có phản vệ vậy thôi thì chúng ta chỉ ngưng dịch truyền và chúng ta không truyền nữa ha, ngưng cái dị nguyên đi, rồi chúng ta theo dõi cho người bệnh, chúng ta xem ha, có trường hợp nếu bệnh nhân nặng hơn thì chúng ta sẽ tiêm cái adrenaline liền cho bệnh nhân. Rồi tiếp theo đó là cái phù phổi cấp à, phù phổi cấp là người bệnh họ khó thở dữ dội ha các anh chị, này mình nói các chị bữa hổm rồi đó, hay là bệnh nhân bị ngọt thở đó chị ha, thì nước nó nhiều quá, nó động trong cái phổi mình nhân không có trao đổi khí được á ha. Như vậy thì bệnh nhân khó thở, như vậy thì họ thở rất nhanh à, họ rất nhanh và họ rất là lo sợ các anh chị, tại vì bình thường anh chị biết là khi mà chúng ta rơi xuống nước thì chúng ta ngọt thở ha, thì đó là chuyện bình thường. Còn này bệnh nhân họ ngồi trên bờ nè, họ ngồi trên phòng nhưng mà họ giống như là họ bị chết đuối vậy các anh chị, nước nó ngập trong phổi và không thở được ha. Rồi thì chúng ta sẽ đề phòng bằng cách là chúng ta điều chỉnh tốc độ dịch truyền theo đúng quy định, nên các anh chị thấy cái này hết sức là nguy hiểm ha, hết sức là nguy hiểm. Và cái người bệnh là cái người mà họ không hiểu về y khoa nên họ thường phải làm những cái vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của họ mà họ không biết các anh chị ha. Chỉ cần anh chị đi vào thôi, anh chị vừa truyền xong dặn dò ngon lành đàng hoàng ha, giờ bà hiểu chưa, tôi nãy giờ con dặn xong hết rồi đó, bà có hiểu không, bà đừng có làm nha, bà đừng có chỉnh nha, vừa xong đi vào thì ở đây chỉnh mất tiêu anh chị ha. Vậy thì các anh chị nhớ là chúng ta sẽ báo thân lưu truyền, báo sĩ và chuẩn bị cái phương tiện để cấp cứu cho bệnh nhân, và có thể là phải mời thận nhân tạo để đưa bệnh nhân chạy thận nhân tạo để rút nước ra cho bệnh nhân ha, hoặc là dùng những cái thuốc để chúng ta thải nước ra cho bệnh nhân ha. Rồi tắc mạch phổi, bệnh nhân đau tức ngực dữ dội, khó thở ha, đủ khí đúng kỹ thuật, không để khí lọt vào trong lòng mạch trong quá trình truyền, kiểm tra cái đường truyền thường xuyên, phát hiện dấu hiệu tắc mạch vân vân ha. Thì nếu mà có trường hợp này xảy ra chúng ta sẽ ngừng truyền và báo bác sĩ và chuẩn bị cái phương tiện cấp cứu ha. Rồi những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn tại vùng tim nè ha, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đảm bảo vô trùng khi chúng ta thực hiện. Các anh chị nhớ dùm là anh chị cái bài thì nó đơn giản như vậy đó các anh chị, nhưng mà khi mà chúng ta làm đó thì các anh chị thấy là nó có rất là nhiều cái tình huống nó xảy ra mà mình thấy mình rất là khó chịu các anh chị, là chích kim đó thì là mang găng nè, rồi có đồ phải che thân kim nè ha, rồi dán băng keo cố định cho chắc chắn nè, nhưng mà khi mà các anh chị làm đó, các anh chị nhiều lúc có lấy miếng băng keo dán nè, cái kim toàn ten thì các anh chị, nhiều lúc mình thấy mình rất là bực bội luôn các anh chị ha.
chúng ta phải cố định cho nó đàng hoàng cho bệnh nhân. Tại vì bệnh nhân họ không có rành về cái y tế, không rành về cái kiến thức y khoa các anh chị ha. Nên khi chúng ta mà thực hiện cái thủ thuật gì cho họ đó thì chúng ta phải làm cho nó đúng và cho nó bài bản ha. Và chúng ta phải giúp họ nó được thoải mái và nó thuận tiện nhất, giống như là giống như chúng ta giúp cho người nhà mình vậy đó các anh chị ha. Có nhiều em nó làm rất ẩu anh chị ha. Nó chích xong bắt đầu nó lấy một cục gòn ha, để ngay cái chân kim rồi lấy miếng keo dán qua rồi xong. Đơn giản vậy đó chị ha. Vậy thì nhiều lúc bệnh nhân họ đi tới đi lui hoặc họ di chuyển họ làm gì đó thì nó rớt kim ha. Có nhiều người rớt kim các anh chị, chỉ cần nằm nghiêng qua cái tay quên để ý tới cái tay cái là nó rớt kim liền, nó rớt kim ở đầu máu chảy từ lưa hết chân trời các anh chị ha. Vậy thì nhiều lúc chúng ta làm chưa có hết cái trách nhiệm của chúng ta các anh chị ha. Rồi tắc kim thì chúng ta sẽ thấy cái cục máu đông nó đông tại cái đốc kim và cái dịch nó không còn chảy, cái này dễ thấy lắm các anh chị ha. Nhiều lúc các anh chị thấy là bệnh nhân chạy lại kia coi dịch chuyện nó không chảy là coi dùm tôi cả ha. Và khi các anh chị lại xong các anh chị dòm xem cái nước chảy ha. Trong trường hợp gì các anh chị, nhiều lúc bệnh nhân họ mình chích xong cái đầu họ co tay lại nha, chứ co tay lại thì cái nó làm cho tắc cái đường máu về tim đó các anh chị ha, tắc cái tuần hoàn về tim đó. Như vậy thì nó tắc thì sao nó chảy được chị, thì nó không chảy được, nó chảy đi đường nào, như vậy thì nó không chảy. Rồi khi các anh chị lại các anh chị bảo là bây giờ bắt ngay cái tay ra giùm con là nó chảy nè ha, chỉ cần bệnh nhân ngay cái tay ra cái là nó nước cũng chảy liền anh chị ha. Hoặc là có những cái bệnh nhân mà cái dây dịch chuyển nó chuẩn bị tắc đó các anh chị, nghĩa là nó có những cái huyết khối mà đi ti nó đóng ở trong đâu lòng mạch đó mình không biết được, nhưng mình thấy nó chảy chậm đó. Các anh chị lại, các anh chị rờ vào chỗ cái mũi kim cái mình chích đó, các anh chị vuốt theo cái đường đi của cái thành mạch, cái tự nhiên nước chảy các anh chị ha. Thì nó có nhiều cái cách để chúng ta khắc phục cái này đó các anh chị. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta không thể cải thiện được nữa thì chúng ta phải chích cái kim khác anh chị ha. Nhớ tôi đang chích kim khác cho bệnh nhân ha. Rồi cái phòng nội tim thì tại vì cái dịch truyền nó thoát ra ngoài cái thành mạch các anh chị, nó thoát ra ngoài thành mạch thì bệnh nhân kiểu đau ha. Thì bằng cách là chúng ta bắt buộc phải chích cái chỗ khác ha. Cái thoát ra thành mạch thì không thể nào chúng ta sửa gì được anh chị, phải chích lại cái khác ha. Thì cái công thức tính dịch truyền này các anh chị nhớ dùng là cái tổng cái thời gian dịch truyền đó nha, tổng thời gian nó sẽ bằng tổng cái số dịch nhân cái giọt trên ml chia số giọt trên phút thì nó sẽ ra cái tổng thời gian dịch truyền. Thì các anh chị muốn biết cho nó rõ như thế nào thì các anh chị trong cái bài trong sách đó, nó đã hướng dẫn rất là cặn kẽ, các anh chị cứ làm thử một vài cái tính toán nếu mà có những cái vấn đề mà cần lưu ý và cần chỉ thì khi mình học thực hành thì em sẽ hướng dẫn các anh chị tính. Cái này tính thì nó khá đơn giản các anh chị ha. Rồi tại vì nó mất thời gian quá, nhiều lúc mình đi nó chậm quá cái mình không có học được bao nhiêu bài, tại vì bài mình nhiều lắm các chị ha. Rồi các anh chị thấy là khi mà chúng ta truyền đó thì các anh chị thấy là sao, người ta truyền xong cái người ta sẽ bóp trước khi truyền, cái đầu người ta bóp cái bầu này nè các anh chị ha, bóp cái bầu này nè. Cái bầu này thì nó cũng khá là đơn giản các anh chị, nó khá là đơn giản, nhưng mà em nói các anh chị nghe là cái gì nó cũng có, nếu mà chúng ta không chú ý ha, thì nó sẽ có nhiều vấn đề lắm ha. Chẳng hạn như là nhiều lúc mình cần sôi đó các anh chị, mình nội sôi để mình cần dịch truyền để vào trong cái máy để mình nhìn thấy đường đó, để mình nhờ mấy em mà bác sĩ đi học đó các anh chị, đi học chuyên khoa 1 hoặc cao học vân vân, nói em ơi là mình cắm giùm anh dịch truyền cái ha, em mình đưa dịch truyền cho nên nó cắm xong cái nó để y chang vậy các anh chị, không có bóp e bóp gì hết, nó không có đuổi e đuổi khí gì hết các anh chị ha. Rồi thì đi học thì sao, đi học lúc đi học thầy dạy hết rồi ha. Những cái này là những cái cực kỳ cơ bản ha. Nhưng mà nhiều lúc đi làm đó rồi cái nó quên trơn không nhớ các anh chị ha. Mà không phải là những em mới đâu các anh chị, không phải là những em mà mới Y2, Y3 đâu các anh chị, có những em nó ra trường nó làm bác sĩ luôn rồi đó các anh chị, nhưng mà nó cũng không nhớ được các anh chị. Đấy thì các anh chị nhớ dùm những cái cơ bản ha. Tại vì chúng ta truyền dịch là chúng ta phải bóp nửa bầu đến giọt để chi, để cho cái trên đây nè nó có nước và lúc nào nó cũng có tạo cái áp lực nó chảy xuống là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ không có bị gọi là tụt e đó các anh chị ha, không bị tụt e vào cái dây dịch truyền ha. Rồi như vậy thì một cái phiếu chăm sóc thì các anh chị thấy nè ha, phiếu chăm sóc của một bệnh nhân thì các anh chị thấy là tên bệnh nhân ha, rồi năm sinh, số giường, số phòng, rồi chẩn đoán và số nhập viện đó các anh chị cái này đây, số nhập viện là nằm trên này nè ha. Thì lúc nào nó cũng có những cái
những cái mục này. Mục này sẽ tờ nào nó cũng có hết, tờ chăm sóc có, tờ theo dõi chức năng sống có, tờ điều trị có ha. Những tờ nào nó cũng phải có tên bệnh nhân, số giường, số phòng, số nhập viện và chẩn đoán bệnh nhân. Đó là thông tin cơ bản nhất của người bệnh. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ ghi những cái diễn biến của bệnh nhân, thí dụ như ngày, hàng ngày mấy lúc mấy giờ, tình trình diễn biến của bệnh nhân là người bệnh tỉnh hay người bệnh lơ mơ, người bệnh dãy dụa không, vân vân ha. Thì chúng ta sẽ ghi cái tình trạng của bệnh nhân ha, người tri giác ha. Rồi khi như ở bệnh nhân có nôn có đau gì không thì chúng ta ghi vào ha. Như cái tình trạng này là bệnh nhân hồi nãy là bệnh nhân Nguyễn Trần Văn Ca mà ông ăn cái mắm đúng đoạn mắm tôm mà ông bị tiêu chảy nè. Như vậy thì trong cái tình trạng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ ghi vào người bệnh tỉnh nè, nhưng mà họ mệt, tỉnh nhưng mà họ mệt, nghĩa là họ mình kêu họ biết ha, nhưng mà họ không phải là họ mất ý thức, nhưng mà họ không có được khỏe thì mình ghi là mệt ha. Rồi họ tiếp xúc được, rồi mình hỏi được, họ trả lời được. Rồi bệnh nhân này họ có nôn thì mình ghi vào nôn nhiều, rồi đau bụng, rồi đi cầu phân lỏng, rồi mình phải ghi thêm nó mấy lần trên một ngày nữa các anh chị, hoặc là đi bao nhiêu lần thì ghi vào đây để mình biết. Như như ngoài phân lỏng lẫn thức ăn nè, không lẫn máu nè, như vậy thì đi mấy lần, tại vì nhiều lúc mình đâu biết họ đi mấy lần. Nếu mà chúng ta khai thác cho kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ hỏi là từ cái lúc mà ăn, từ lúc mà ăn thức ăn như vậy đó về tới giờ là đi mấy lần, phân lẫn nước không, nhưng mà đi bao nhiêu lần, để mình biết được là cái khả năng, cái sự mất nước của bệnh nhân là bao nhiêu, để mình biết, để mình có thể mình bù cho họ cho nó nhanh hơn ha. Lúc đó họ nói họ đi đi ngoài nhưng mà đi một lần nó lại khác, đi 10 lần nó lại khác, hai cái nó không giống nhau các anh chị ha. Rồi huyết áp bệnh nhân là bao nhiêu mình ghi vào, và mình phải ghi luôn mạch nữa các anh chị ha, huyết áp, mạch và nhiệt độ luôn các anh chị, trước khi chúng ta truyền là chúng ta phải ghi cái dấu hiệu sinh tồn vào ha. Rồi qua đây thì chúng ta sẽ ghi cái cột là thực hiện y lệnh, là truyền dịch nè, những cái này nè ha. Thì các anh chị biết là những cái này đó thường chúng ta sẽ có một cái phiếu dịch truyền để chúng ta ghi riêng, hay chúng ta không có ghi trong cái tờ mà xử trí chăm sóc bên này đâu các anh chị ha. Chúng ta chỉ ghi là thực hiện y lệnh dịch truyền, thực hiện dịch truyền theo y lệnh thôi. Còn những cái chi tiết này nè là trong cái tờ truyền dịch chúng ta đã thể hiện rồi, chúng ta không cần phiếu vô bên này nữa các anh chị ha. Rồi như vậy thì cái bài truyền dịch các anh chị ha, cái bài tiêm truyền dung dịch đó, thì nó sẽ lồng ghép với lại cái bài tiêm tĩnh mạch. Thì tiêm tĩnh mạch cũng giống vậy các chị, cũng tựa vậy, thì các anh chị cũng phải xác định cái vị trí tim ha, thì các anh chị cũng phải xác định là cái tĩnh mạch nào chúng ta tiêm được ha. Chúng ta không có tiêm ngay những cái khớp, tại vì khi lúc chúng ta tiêm đó thì bệnh nhân sẽ đau, nhiều lúc họ bị co tay, họ theo quán tính bình thường đó thì họ sẽ giật cái tay lại, như vậy thì giật như vậy thì nhiều lúc nó sẽ bị xuyên cái mặt, xuyên mặt ra ngoài thì nó nguy hiểm cho bệnh nhân, nguy hiểm cho chúng ta nữa ha. Nên các anh chị nhớ là chúng ta cũng phải lựa tĩnh mạch thẳng, mềm, ít di động, hay là chúng ta tiêm, đặc biệt là tránh những cái khớp ra. Rồi khi tiêm thì chúng ta cũng phải dùng dây thắt mạch, chúng ta phải thắt mạch lại, chúng ta sẽ sát trùng da ha. Rồi sau đó chúng ta tiêm vào ha, chúng ta đựng e, chúng ta tiêm vào và chúng ta sẽ rút nòng xem coi có vào máu chưa. Nếu vào máu rồi thì chúng ta sẽ tháo dây thắt mạch ra và chúng ta sẽ bơm thuốc từ từ. Và chúng ta vừa bơm và vừa quan sát bệnh nhân xem coi cái phản ứng của bệnh nhân với thuốc như thế nào ha. Rồi sau khi hết thuốc thì chúng ta rút kim nhanh, và chúng ta sẽ khuyển kim, là chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm lại thoải mái nhất có thể, và chúng ta sẽ dặn dò bệnh nhân những cái vấn đề cần thiết, ví dụ như là bác có thấy trong người có nóng, có sốt, có ngứa, có khó chịu, có đau, có tức ngực, có thở, thì bác bảo người nhà lên báo giúp con chẳng hạn vậy ha. Thì các anh chị sẽ dặn dò bệnh nhân những cái gì, những vấn đề cần thiết ha. Rồi sau đó thì các chị về, các anh chị ghi vào hồ sơ bệnh án, như là tên thuốc, cái thời gian mình thực hiện thuốc, buổi sáng lúc mấy giờ, phản ứng của bệnh nhân nếu có mình ghi vào, không có thì thôi nha. Thì đơn giản vậy các anh chị. Rồi cái phần cái bài truyền dịch thì tới đây hết, các anh chị có hỏi gì bài này không ạ? Hello, mình có hỏi gì không các anh chị? Được đi, nghỉ như nào không ngại? Nghỉ chứ, nghỉ tí, nghỉ cho các anh chị ăn cơm chứ. Giờ là 7:36, vậy mình nghỉ tới 7:50 mình học ha, được không? Dạ rồi. Ok rồi, mình nghỉ tới 7 giờ. Ok. Thầy cũng làm, thầy gửi cho mấy cái bài mà thầy giảng trên mail thầy. Dạ một lát tối em sẽ xem hết lại tất cả các bài rồi em sẽ gửi cho các anh chị một lần luôn. Mấy cái nhiều quá đọc không nổi. Đọc không nổi. Ok. Không nổi rồi bắt anh học hết thì làm sao anh học hết nổi. Dạ.
Dạ ok em. Ok, em sẽ gửi lại cho các anh. Thế luôn đi để đóng thành một cuốn học dễ này. Rồi ok, em sẽ coi hết mấy chục bài đó, em sẽ coi xong rồi em sẽ gửi cho các anh chị đóng lại, các anh chị học ha. Ok. Đúng rồi, đóng là nó dễ hơn là in từng cái nó dễ bị lạc lắm thầy ơi. Chị đóng lại mà chị học nha, chứ chị đóng là chị đừng cất trong tủ rồi xong chị để ra mối mọt ra ăn hết rồi mất công nha. Đóng để đi đâu cầm hết nguyên cuốn của thầy cho nó dễ. Wow, rồi ok. Rồi chị, rồi được rồi, chị nghỉ ngơi ha, tới 10 tới 7 giờ 50 mình học lại nha. Ok. Dạ, dạ thầy. Đâu à? Chị còn lại chưa một bước. Trời, bảo này dạ. Xin tờ giấy giờ nãy hay học rồi để xé không xé không từ nãy tới ba không còn cho con cái tờ nào luôn cái mặt nào cái mặt ok rồi mình bắt đầu học tiếp chị ơi. Chị hen. Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ mình học tiếp một cái bài là các cái phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh anh chị ha. Hình như bài này mình chưa học không các chị? Dạ chưa thầy. Rồi như vậy thì các anh chị biết là mình có bao nhiêu cách đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh, các anh chị biết không? Đấy. Thì các anh chị thấy cái đường mà cơ bản nhất là cái đường ăn bằng miệng anh chị ha. Ăn bằng miệng ha, thì chúng ta sẽ đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh ha. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh bằng bằng cái ống thông mũi dạ dày anh chị ha. Rồi cái thứ ba là chúng ta sẽ đưa bằng cái ống mở ra dạ dày ra da các anh chị ha. Có những trường hợp là bệnh nhân bị ca thực quản ha. Và chúng ta không có thể nào chúng ta đưa thức ăn vào đường trên được mà chúng ta phải mở dạ dày ra ngoài và chúng ta sẽ đưa một cái ống vào ta bơm thức ăn vào cho bệnh nhân. Rồi một cái trường hợp nữa là chúng ta phải nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch các anh chị. Bằng đường mạch là chúng ta truyền dịch nãy mình mới vừa học rồi đó các anh chị. Rồi một cái đường nữa là chúng ta sẽ đưa thức ăn qua cái nhỏ giọt vào cái hổng môn cho nó thấm vào trực tràng cho bệnh nhân đó các anh chị. Nhưng mà cái đường đó thì nó kém hiệu quả các anh chị, do là nó hấp thụ thức ăn rất kém ha, nên là những cái đường đó thì chúng ta học để biết, chúng ta không có áp dụng các anh chị ha. Chúng ta chỉ áp dụng những cái đường như như là đưa qua cái ống thông dạ dày nè, bằng đường miệng nè, hoặc là đường cái tĩnh mạch nè, qua cái đường là mở dạ dày ra da nè ha. Thì chúng ta thường là những cái đường đó chúng ta thường thấy nhất anh chị ha. Rồi thì cái bài học nó có bốn ba cái mục tiêu này các anh chị ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ kể được thì những em vừa kể các chị nghe đó ha. Thứ hai là chúng ta sẽ trình bày được ưu điểm và khuyết điểm. Như vậy thì
mỗi một cái đường như vậy đó nó sẽ có những ưu điểm và khuyết điểm của nó các anh chị, thì tùy theo các anh chị xem đây là chúng ta sẽ sử dụng một đường nào ha, đường nào mà nhất là nó ít tốn kém cho bệnh nhân ha. Thứ hai là nó tiện lợi cho bệnh nhân, thứ ba là nó sẽ giảm được những cái tai biến cho bệnh nhân, thì những cái gì mà nó đem lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân thì chúng ta sử dụng anh chị ha. Rồi thì chúng ta biết được cái tầm quan trọng của việc uống là anh chị ha, thì cái đó là có cái bài riêng, đó là nhu cầu cơ bản của bệnh nhân đó, nhu cầu về năng lượng mỗi ngày đó anh chị ha, thì khi chúng ta có thời gian cho học ở đó ha, thì chúng ta không phải ăn vào để chúng ta sẽ cung cấp cái dinh dưỡng mà để duy trì cái năng lượng để nuôi cơ thể chúng ta anh chị ha, tại vì cái cơ thể chúng ta anh chị biết là nếu như mà không có năng lượng thì cơ thể chúng ta nó không hoạt động được. Giống như một cái xe mà không có xăng, không có điện thì không thể nào nó chạy được anh chị, nó sẽ bị đứng đi ha. Như vậy thì cái cơ thể chúng ta cũng vậy, muốn cơ thể chúng ta tồn tại được thì cơ thể chúng ta cũng phải có năng lượng cái dinh dưỡng để cung cấp nha. Như vậy thì các anh chị biết là cái dinh dưỡng nó như vậy thì khi chúng ta nghỉ ngơi thì cái cơ thể chúng ta cũng cần cái năng lượng ha, cần năng lượng để nó sẽ tiêu thụ và để nó nuôi các cái cơ quan của chúng ta ấy. Như vậy thì các anh chị mới biết là chúng ta phải ăn vào ha. Nên thì thấy là khi chúng ta đói thì chúng ta không thể làm việc nổi anh chị ha, tay chân nó bủng rủng đi ha, do nó thiếu năng lượng anh chị đấy. Rồi khi cơ thể chúng ta ốm đau thì cái nhu cầu năng lượng chúng ta sẽ tăng lên các anh chị ha. Như vậy thì sau này các anh chị sẽ học cái môn gọi là môn dinh dưỡng đó các anh chị ha, thì các anh chị sẽ được các thầy hướng dẫn cho các anh chị về cái nhu cầu năng lượng hàng ngày nè, rồi cái nhu cầu năng lượng đối với cơ thể chúng ta bị bệnh đó các anh chị, thì nhu cầu nó sẽ tăng cao lên hơn so với bình thường ha. Ở đây các anh chị sẽ biết được ha. Vậy thì khi các anh chị bị bệnh thì các anh chị phải ăn nhiều hơn ha, thì nó mới mau khỏe bệnh được ha. Tại vì thứ nhất là cái năng lượng để nuôi cơ thể chúng ta là nó cần hàng ngày, thứ hai nữa là nó cần nhiều thêm nữa để nó chống lại cái bệnh tật và nó phục hồi những cái thương tổn trong cơ thể chúng ta. Như vậy thì nó sẽ cần lên rất là nhiều. Do đó thì khi các anh chị bị bệnh thì các anh chị phải ăn uống đầy đủ lên thì mới mau hết bệnh được. Nếu như các anh chị bệnh mà các anh chị không ăn nữa, như vậy thì cái khả năng hồi phục chúng ta nó sẽ kém đi ha. Các anh chị ha, hoặc là các anh chị thấy là những cái bệnh nhân mà họ suy dinh dưỡng đó ha, họ suy dinh dưỡng, họ thiếu cân đó. Như vậy thì trước khi mổ thì người ta phải mời dinh dưỡng hội chẩn và người ta sẽ tăng cường cái năng lượng cho bệnh nhân, tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân, có thể là bằng đường uống, bằng sữa hoặc là bằng dịch truyền vân vân. Thì khi bệnh nhân có đủ năng lượng thì chúng ta mới mổ cho bệnh nhân được các anh chị. Tại vì khi các anh chị biết là mổ cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ tốn cái năng lượng để nuôi cơ thể và tốn cái năng lượng để cho cơ thể nó hàn gắn những cái vết thương đó các anh chị. Như vậy thì nếu bệnh nhân suy dưỡng thì vết thương nó không lành, nó thiếu đột tiếp để nó làm cho cái vết thương nó lành thì như vậy thì vết thương nó sẽ chậm lành, do đó thì nó dễ bị xì dò, dễ bị bục, dễ bị nhiễm trùng. Đấy. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ vì thế người bệnh phải tuân thủ cái chế độ ăn mà thầy thuốc quy định và điều dưỡng phải đảm bảo cho bệnh nhân ăn uống tốt các anh chị, ăn tốt ha. Đó thì tùy theo chế độ ăn nha các anh chị, mỗi người nó sẽ có những cái chế độ ăn bệnh lý riêng, ví dụ như là bệnh thận mạng ăn khác, bệnh đái tháo đường ăn khác, cái bệnh thông thường thì ăn khác, anh chị có những cái chế độ ăn riêng anh chị ha. Rồi thì anh chị biết là cái dạ dày chúng ta đó ha, thì nó sẽ là một cái túi, nó sẽ giãn và nó sẽ chứa thức ăn, có thể lúc nó giãn ra thì nó chứa được khoảng 1.5 lít anh chị ha. Và cái nhiệm vụ của dạ dày chúng ta là nó sẽ nhờ trọng thức ăn ha. Như vậy thì anh chị thấy là từ cái thực quản này ha, từ sau cái hầu chúng ta nè đi xuống thì là thực quản nó sẽ là một đoạn này nè anh chị ha. Thì khi các chị học giải phẫu thì các thầy cũng sẽ dạy hướng dẫn cho các anh chị là cái thực quản chúng ta nó sẽ có mấy đoạn hẹp ha. Thì cái đó để mốt các thầy sẽ dạy về giải phẫu ha, thầy nói cho anh chị luôn chứ em nói sau này các anh chị học rồi các anh chị sẽ chán đi ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ biết là cái dạ dày chúng ta nó sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ nhào trộn thức ăn để nó trộn đều với cái dịch dạ dày này các anh chị. Thì thấy là khi chúng ta thức đêm đó thì chúng ta dễ bị đau dạ dày là do cái dịch axit HCL đó anh chị ha, trong dạ dày nó tiết ra liên tục, để nó có nhiệm vụ là nó sẽ nhào trộn thức ăn để làm cho thức ăn dễ hấp thu đó anh chị ha. Rồi như vậy thì các cái đường thì nó sẽ có những cái đường hồi nãy mình vừa kể các anh chị rồi đó ha, thì có số đường là bằng miệng, là bằng ống thông dạ dày nè ha, bằng ống thông bằng dạ da, bằng tĩnh mạch, hoặc là đường ăn bằng đường hormone vân vân ha.
Thì chúng ta sẽ đi vào cái đường đầu tiên, nhất là cái đường miệng ha. Cái đường miệng thì cái chỉ định là tất cả những bệnh nhân nha, tất cả những bệnh nhân mà họ có thể là họ uống được, họ nuốt được và họ không có vết thương ở miệng thì họ sẽ ăn bằng đường miệng anh chị ha, ăn bằng đường miệng. Và chi giác phải bình thường anh chị. Có những bệnh nhân họ lơ mơ thì không thể nào mà người ta ăn bằng đường miệng được anh chị, tại vì ăn bằng đường miệng thì họ sẽ bị nuốt sạch ha, bị nuốt sạch. Rồi thì ăn bằng đường miệng nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và cái năng lượng cơ bản cho người bệnh, giúp người bệnh ăn ngon miệng. Tại vì khi mà chúng ta ăn đó các anh chị thì trong khoang miệng chúng ta nó sẽ có những cái men các anh chị, nó sẽ giúp tiêu hóa thức ăn từ cái khoang miệng chúng ta. Các anh chị thấy là khi mà các anh chị nhai cơm đó các anh chị, đặc biệt là luco đó, các anh chị nhai cơm một thời gian cái bắt đầu các anh chị sẽ nghe có cái vị ngọt ngọt, các anh chị vị ngọt ngọt trong cái lưỡi chúng ta. Vậy thì các anh chị biết là những cái men tiêu hóa nó sẽ tiêu hóa thức ăn từ trong khoang miệng chúng ta các anh chị. Rồi cái nữa là giúp hiểu được cái tâm lý của cái người bệnh khi bị bệnh các anh chị ha. Hiểu tức rồi có kiến thức ha, có kiến thức về chế độ ăn uống và các cái loại thức ăn giúp người bệnh thoải mái hơn trong việc ăn uống ha. Ăn đường miệng là một cái đường ăn đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất và tiết kiệm nhất các anh chị, và nó làm cho nó kích thích cái men tiêu hóa của chúng ta, làm cho thức ăn chúng ta dễ được hấp thu hơn ha. Rồi chúng ta sẽ giáo dục cái người bệnh ăn uống thức ăn tươi, thức ăn hợp vệ sinh ha. Đấy, đấy là những cái mà bằng cái đường miệng nó mang lại anh chị. Và cái thứ hai là các anh chị thấy là có một số trường hợp thì các anh chị thấy là bệnh nhân họ có những cái túi để họ treo cái thức ăn đó các anh chị, họ cho ăn qua xong dạ dày qua cái túi súp đó các anh chị ha. Như thì các anh chị thấy là người ta sẽ cho ăn qua bằng cái túi treo này, hoặc là người ta sẽ cho ăn bằng cái phiểu này các anh chị, cái phiểu này à. Thì tí xíu nữa nếu mình còn thời gian mình sẽ học qua cái đường là cho bệnh nhân ăn bằng ống thông mũi dạ dày. Thì nó sẽ có nguyên một cái bài đó để chúng ta học, tại vì cái bài đó thì các anh chị sẽ rất là thường tập trong khi mà các anh chị đi đi lâm sàng các anh chị, hoặc là các anh chị hành nghề đó, thì các anh chị sẽ gặp vấn đề là chúng ta sẽ cho bệnh nhân ăn vào ống thông dạ dày ha. Rồi ống thông dạ dày thì cái chỉ định đó là người bệnh hôn mê nè, người bệnh bị tổn thương cái vùng miệng không nhai nuốt được, hoặc gãy xương hàm, hoặc ung thư lưỡi vân vân, hoặc là người bệnh được uống ván nặng. Tại các anh chị biết là khi bệnh nhân uống ván thì nó sẽ lên những cái cơn giật giật liên tục các anh chị, khi người nhúc nhích là nó sẽ giật, cái đó thì không thể nào họ nhai họ ăn được, nên là chúng ta sẽ cho họ ăn qua ống thông dạ dày ha. Rồi tiếp tục thì trước khi mà chúng ta cho ăn thông dạ dày thì chúng ta sẽ có cái túp Levin ha các anh chị, cái túp này gọi là túp Levin ha. Rồi ưu điểm của cái ống thông dạ dày thì nó cung cấp đầy đủ năng lượng cho cái người bệnh ha. Rồi thứ hai tiếp theo đó là nó phù hợp với kinh tế của nhiều người ha, như là cái này thì nó cũng không có phải là thức ăn gì đắt tiền, ví dụ như những súp xay là có thể là chúng ta sẽ cho bệnh nhân ăn được ha. Rồi không phụ thuộc vào cái cảm quan của người bệnh, có nghĩa là người bệnh họ sẽ không có cảm giác được các anh chị, chúng ta chỉ cho vào dạ dày vào bệnh nhân cảm giác là no bụng thôi, họ không có biết là thức ăn này nó ngon, nó béo, nó mặn, nó chua, nó cay thế nào thì bệnh nhân không có cảm giác được ha. Rồi khuyết điểm đó là các cái enzyme trong đường tiêu hóa dễ bị ức chế và bài tiết dịch tiêu hóa kém ha, tại vì chúng ta không có ăn, chúng ta không kích thích được cái dịch vị của chúng ta anh chị ha. Người bệnh không có cảm giác ngon miệng nè ha, rồi bị dễ rối loạn tiêu hóa, rồi viêm phổi cái này là cái cực kỳ quan trọng. Các anh chị thấy là có một số tình huống em cho các anh chị làm bài kiểm tra bên dân sức khỏe các anh chị, thì có những bệnh nhân họ bị viêm phổi các anh chị ha, họ bị viêm phổi do họ hít phải cái vật lạ đó, là thường đó là sữa, mà khi chúng ta cho ăn đó các anh chị, chúng ta cho ăn mà chúng ta không có kiểm tra, hoặc là người nhà họ tự ý cho ăn đó, như vậy thì họ dễ bị sặc, và dễ sặc như vậy thì nó nguy hiểm tính mạng các anh chị ha, rất là nguy hiểm cho người bệnh. Đặt ống thông mũi dạ dày là người ta sợ nhất là đặt vào cái khí quản các anh chị, đặt vào khí quản. Viêm tắc cái tiếng nước bọt, hoặc là lét lở cái vùng cái niêm mạc mũi, cái nơi mà chúng ta cố định ống thông, các chị biết là một số bệnh nhân đó họ đặt ngày này qua ngày kia, đặt một thời gian thì những cái nơi đặt đó nó sẽ bị lở lét các anh chị, nó bị viêm, nó bị lét cái cánh mũi đó. Nhìn rất là tội nghiệp người bệnh các anh chị.
Rồi, nhưng chú ý dùm là khi cho bệnh nhân mà đặt ống thông buồng dạ dày cũng cho bệnh nhân nằm đầu cao ha, khi đặt ống ha. Có những trường hợp là cho bệnh nhân ngồi luôn các anh chị ha, đừng có đặt. Rồi, chắc chắn ống thông vào đúng dạ dày thì chúng ta mới cho thức ăn vào ha. Phải nhớ cái điều này các anh chị, thì cái cách thử ống một tí xíu mình học cái bài kia mình sẽ biết được cái cách thử ống như thế nào ha. Và thức ăn thì lỏng nha, nhẹ và dễ tiêu hoặc ấm ha. Rồi mỗi lần ăn thì không quá 300 ml các anh chị ngay và nhiều lần trong ngày. Các anh chị biết là chúng ta cho ăn mà nhiều quá đó thì nó sẽ bị căng cái dạ dày và nó sẽ thì, và chúng ta sẽ xem coi trong mỗi lần chúng ta cho ăn đó, chúng ta xem coi cái dịch dạ dày nó còn nhiều hay ít, cái thức ăn trong dạ dày nó còn hay không các anh chị. Tại vì nếu mà nó không tiêu hóa hết mà chúng ta cho nhiều quá đó thì nó sẽ dễ bị trào ra ngoài, hoặc là thức ăn nó sẽ lên men trong cái dạ dày, nó sẽ có cái mùi hôi, nó làm những chướng bụng lên các anh chị ha. Rồi nếu mà dùng cái túi cho ăn thì không có lưu thức ăn trong túi quá 3 giờ trên lần, tại vì chúng ta cho ăn chậm chậm nên chúng ta để lâu quá thì cái vi khuẩn các anh chị nó sẽ lên men cái thức ăn mà nó làm hư ha. Do đó thì nếu mà chúng ta dùng cái túi đó thì chúng ta cũng phải nhớ, chúng ta phải quan sát, chúng ta không có để lâu quá nha các anh chị ha. Rồi, và cái túi chứa này là phải được thay hàng ngày nha các anh chị. Cái túi chứa đó, cái túi mà để mình treo lên cái trụ đó để mình cho giữ vào đó thì chúng ta phải thay hàng ngày ha. Rồi tráng các anh chị nhớ là chúng ta phải tráng ống trước và sau mỗi lần chúng ta cho ăn ha. Và cho với thức ăn với cái áp lực nhẹ cách cái thành giường khoảng 15-20 cm ha. Thì nhớ cái vấn đề này nha các anh chị, tại vì các anh chị biết là khi mà chúng ta cho ăn đó, chúng ta để cao quá như vậy thì cái tốc độ nó chảy vào nó rất là mạnh, như vậy thì nó sẽ kích ứng cái niêm mạc dạ dày mà nó làm cho bệnh nhân sẽ dễ bị nôn ha, dễ bị nôn. Hoặc là nếu mà chúng ta cho thức ăn vào, chúng ta để e vào thì nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ đầy hơi các anh chị ha. Nên chúng ta nhớ là khi chúng ta cho thức ăn vào thì chúng ta phải trước khi hết cái thức ăn trong cái phiểu thì chúng ta nhớ chúng ta phải gập cái ống lại, chúng ta sẽ đổ thức ăn thêm vào ha. Và khi cho ăn xong thì chúng ta phải che chở cái đầu ống, chúng ta sẽ dùng gạt, chúng ta không quấn cái đầu ống lại mà chúng ta sẽ cố định ở dưới cái thành giường ha, tránh côn trùng chui vào ha. Và khi cho ăn xong thì chúng ta cho cái người bệnh nằm duy trì cái đầu cao khoảng 30 phút sau khi cho ăn nha. Anh chị đừng cho nằm thấp xuống liền, sẽ dễ bị chạm được ra hai các anh chị. Rồi tiếp theo đó là chúng ta nên kiểm tra cái dịch tồn lưu dạ dày trước sau mỗi lần cho ăn. Nếu mà trên 100 ml phải không sĩ ha, thì nãy mình vừa nói xong ha, nói ở trên đó chị ha. Tại vì nếu như mà cái trong cái dịch dạ dày nó còn thức ăn đó, như vậy thì chúng ta cho thêm vào nữa, như vậy thì nó sẽ dư lại trong đó và nó ứ động trong đó, do cái sự tiêu hóa của người bệnh nó kém như các anh chị ha, nên chúng ta phải báo để có thể là chúng ta giảm liều, bớt cái lần cho ăn lại ha. Rồi chúng ta phải vệ sinh răng miệng, vệ sinh răng miệng và hai bên mũi cho người bệnh hàng ngày nè ha. Rồi chúng ta thay ống 7-10 ngày sau, hoặc là như ống bị dơ ha. Ví dụ như cái ống thông dạ dày đó thì chúng ta sẽ đặt vào, và cũng tùy theo loại ống đó các anh chị, có những cái loại ống chúng ta có thể lưu được nửa tháng anh chị ha, thì tùy theo cái chất liệu của ống ha. Như bữa mình học cái thông niệu đạo đó thì có những cái ống như cao su thì chúng ta lưu được 5-7 ngày, nhưng mà ống latex thì có thể là chúng ta lưu được từ 7-10 ngày, hoặc là ống silicon thì chúng ta lưu được 1 tháng, thì tùy theo cái chất liệu của cái ống mà chúng ta sẽ có thời hạn là nó lâu hay nó mau ha. Hoặc là những cái ống mà nó bị dơ quá, chúng ta thấy nó dính nhiều thức ăn mà nó dơ quá thì chúng ta phải rút bỏ và chúng ta thay ống mới ha. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ nuôi ăn qua cái ống mở dạ dày ra da này các anh chị, có nghĩa là người ta sẽ đưa một cái đường ống ha, chúng ta sẽ mở dạ dày ra ngoài bên ngoài này và chúng ta sẽ bơm thức ăn qua cái ống này cho cái người bệnh các anh chị ha. Trong trường hợp là bệnh nhân chúng ta không thể đặt được cái đường mở thông dạ dày nữa ha, tại vì có những trường hợp là nó bị ca thanh quản, là bỏng thực quản vân vân ha, thì gọi là tích hẹp trên này, chúng ta không thể nào đưa cái ống vào được. Do đó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải mở một cái đường ở đây, chúng ta cho thức ăn vào ha. Như vậy thì chỉ định đó là không ăn qua đường miệng được, cũng không thể đặt ống thực quản được, bỏng thực quản hoặc là ung thư thực quản các anh chị ha. Rồi người bệnh phải cho ăn bằng ống kéo dài ha, kéo dài nhiều ngày, trên 1 tháng thì chúng ta phải cho ăn bằng cái đường thông dạ dày ha. Rồi bất lợi là gì, là nó dễ bị nhiễm trùng cái chân ống dẫn lưu các anh chị ha, dễ bị nhiễm trùng và dễ bị xúc ra ngoài nếu chúng ta lỡ mà chúng ta kéo mà chúng ta không hay đó, gì thì lúc các anh chị ngủ mà quên đó, nhiều lúc chúng ta dễ bị rớt cái ống ha, và dễ bị xuất huyết nơi chúng ta mở cái dạ dày ra, như là chúng ta đặt cái ống đó ha, để bị xuất huyết chảy máu ha.
Rồi, và một số bất lợi khác giống như là chúng ta cho thêm mũi dạ dày y chang, những cái điều bất lợi của cái ăn ống thông dạ dày đã các anh chị ha. Rồi tiếp theo đó là chúng ta cũng phải giống như kia, là chúng ta cũng phải tráng ống trước, rồi sau khi cho ăn rồi chúng ta cũng vệ sinh ống hàng ngày, vệ sinh da, rồi chúng ta xem coi cái da đó nó có bị viêm, bị đỏ, bị nề, bị tổn thương hay không thì chúng ta biết ha. Nếu mà nó nhiễm trùng thì chúng ta phải báo bác sĩ để có thể là để dùng kháng sinh gì cho bệnh nhân ha. Rồi thì sau khi cho ăn xong thì chúng ta cũng phải che đầu ống vậy ha. Và cái cách thứ tư đó là cái thuốc mà chúng ta sẽ nhỏ vào trong cái hậu môn người bệnh. Như vậy thì cái cách này thì nó ít thông dụng và nó ít có hấp thu lắm các anh chị, cái thức ăn nó hấp thu chậm lắm ha, nên chúng ta không có sử dụng cái cách này các anh chị ha. Không chịu cách này. Rồi thì các anh chị nhớ là khi mà trước khi chúng ta thục rửa, trước khi chúng ta thức ăn vào cái trực tràng đó, thì chúng ta phải thục rửa cái hậu môn của người bệnh ha, rửa cho nó sạch. À, thì thục có thì nó sẽ có nhiều cách, chỉ có là một là chúng ta thục bằng bóc thục. À, bóc thục thì chúng ta phải đặt một cái canun vào trong cái hậu môn và chúng ta sẽ cho cái nước vào, chúng ta sẽ có một cái trụ và một cái bóc thì chúng ta treo nước và cho nó chảy vào trong hậu môn cho người bệnh và sau đó cho người bệnh vào đi cầu. À, thứ hai nữa là hiện tại bây giờ mà một số nơi người ta sử dụng đó là người ta sẽ bơm cái lít các anh chị, cái lít enema đó. Thì thường chúng ta sẽ dùng một cái tiếp lít nó khoảng 100 ml, chúng ta sẽ bơm vào hậu môn cho bệnh nhân đi cầu ha. Đây thì sau đó thì chúng ta sẽ cho cái ống vào và chúng ta sẽ cho cái thức ăn vào ha. Chúng ta sẽ cho nó nhiễm giọt vào trong đó, và đây là cái phương pháp sạch thì chúng ta không cần phải vô trùng vô khuẩn gì cả đâu các anh chị ha. Rồi thì chúng ta sẽ dùng cái ống rectan ha, sâu 10 cm, nếu chúng ta sẽ dùng cái ống to đó thì chúng ta đặt vào hậu môn của bệnh nhân khoảng 10 cm và chúng ta sẽ cho ăn với áp lực thấp và số giọt trung bình đó là khoảng 40 giọt trên phút các anh chị ha. Chúng ta sẽ cho ăn như vậy, thì một cái túi như vậy cho ăn rất là lâu các anh chị ha, nó cứ hấp thu từ từ chậm chậm như vậy đó ha. Và cái cách này thì chúng ta ít sử dụng lắm ha. Rồi một cái cách nữa là cái cách này là cái cách mà chúng ta tốn rất là nhiều tiền đây các anh chị, là cái cách mà chúng ta đưa cái thức ăn vào đường tĩnh mạch ha, đường tĩnh mạch. Vậy thì đường tĩnh mạch thì nãy mình đã học cái bài dịch truyền rồi, thì như này thì mình sẽ không có học nữa các anh chị, mình nói nữa thì nó lại dư đi các anh chị ha. Vậy thì tiếp theo mình sẽ đi vào một cái bài nữa là nuôi ăn bằng cái ống thông mũi dạ dày. Như vậy thì cái bài này đó thì em sẽ dạy em sẽ hướng dẫn các anh chị chọn một cái bài luôn. Thì trong cái bài này đó thì nó sẽ kết hợp với những cái bài là lấy dịch dạ dày để chúng ta hút dịch dạ dày đó các anh chị, và một cái bài nữa là rửa dạ dày. Thì nói chung là ba cái bài này nó hầu như nó gần giống nhau, nó có những cái kỹ thuật giống nhau các anh chị, chỉ có khác nhau về cái chỉ định và về cái chấm chỉ định thôi. Do đó thì chúng ta sẽ đi chung, giống như là cái tim tĩnh mạch và cái dịch truyền cũng vậy đó các anh chị, nó cũng gần giống nhau nên mình sẽ gom chung lại với nhau ha. Vậy thì mục tiêu của bài học là chúng ta sẽ nêu được cái ưu và nhược điểm của cho ăn ống thông dạ dày ha. Thì cái này là mình chủ yếu là mình đi vào cái kỹ thuật đó các anh chị, còn những cái trường hợp mà áp dụng thì đã hồi nãy mình đã nói hết rồi các anh chị, mình không cần phải đi lại nữa, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào cái kỹ thuật ha. Rồi đây, thì mình sẽ đi vào cái kỹ thuật của đặt cái thông mũi dạ dày các anh chị, để sau này khi mà mình đi thực hành đó thì em sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái này ha. Rồi thì muốn đặt được cái ống thông dạ dày thì chúng ta sẽ chuẩn bị bệnh nhân nha. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái đúng tên bệnh nhân chưa ha, tại vì có những trường hợp là chúng ta bị nhầm lẫn bệnh nhân đó các anh chị, nên chúng ta phải kiểm tra bệnh nhân. Rồi chúng ta sẽ thông báo cho họ biết là chúng ta sẽ làm gì cho họ ha, ví dụ như là bây giờ muốn cho bằng ống thông dạ dày, hoặc là muốn xúc rửa dạ dày, hoặc là muốn lấy cái dịch dạ dày để chúng ta cấy và chúng ta tìm vi khuẩn gì vân vân. Thì các anh chị phải thông báo cho họ ha, phải thông báo cho họ về cái kỹ thuật mình sẽ sắp sửa làm là cái gì. Ví dụ như là bác ơi, bác cho biết bác họ tên là gì, rồi sinh năm mấy, hôm nay con sẽ tiến hành đặt cho bác một cái thông dạ dày để con sẽ cho bác ăn qua đường ống, tại vì bác ăn không hiệu quả hoặc là gì đó vân vân. Thì tùy theo tình trạng bệnh mà các anh chị sẽ giải thích ha. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ báo cho họ biết là đặt cái này thì nó sẽ rất là khó chịu, nó làm cho bác là sẽ ho, sẽ nôn,
rất là kích thích, do đó thì bác cố gắng hợp tác giúp con chẳng hạn. Vậy thì người bệnh họ nghe và họ sẽ cố gắng, họ sẽ hợp tác với các anh chị để các anh chị làm cho nó đạt được hiệu quả tốt ha. Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân những điều cần thiết, dụ như là đặt vào nó sẽ khó chịu vậy đó, thì chúng ta sẽ nói cho bệnh nhân để họ hợp tác và làm với chúng ta. Vậy thì cái dụng cụ các anh chị biết là chúng ta sẽ có một cái túp lơ vin các anh chị ha, túp lơ vin là cái này các anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ có cái bồn hạt đậu để chúng ta để cạnh cái má, cái cằm bệnh nhân, cái má đó, để nhiều lúc bệnh nhân họ sẽ ho, họ sẽ khạc đàm á, hoặc là họ sẽ khạc nước bọt ra đó, thì chúng ta sẽ hứng anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ có cái vài cái miếng gạc, cái que đè lưỡi để chúng ta xem, chúng ta xem coi là cái ống của chúng ta nó vào cái dạ dày chưa, hay là nó cuộn dưới lưỡi. Anh chị biết là khi chúng ta đo ống xong đó thì chúng ta nhúng nước, chúng ta làm trơn ống, sau đó chúng ta đặt vào ha. Và khi đặt vào xong đó, thì anh chị biết là đẩy quá trời đẩy luôn ha, bác ơi nuốt đi nuốt đi, kêu như vậy đó. Rồi bắt đầu đẩy xong bắt đầu dòm lại, cái ống nó lòi ra miệng các anh chị ha. Rồi chúng ta nó bị cuộn là trong miệng, nó không vào được cái thực quản chúng ta, mà nó vào miệng bệnh nhân ha. Có nhiều trường hợp đẩy xong nguyên một ống nó nằm trong miệng hết các anh chị ha. Rồi túp lơ vin á thì người lớn thì số 14, 16 và 18 F các anh chị ha. Thì tùy theo kích thước. Trẻ em thì số nó nhỏ hơn, nó là 6, 8, 12 ha, thì tùy theo lớn nhỏ mà chúng ta sẽ sử dụng ha. Rồi chúng ta cũng phải có một cái bơm tim đầu to, nó có bơm tim 50 đó các anh chị, nhưng mà nó có hai loại. Là một loại đầu to, một loại đầu nhỏ các anh chị. Cái loại mà đầu nhỏ đó thì thường là người ta sẽ dùng là bơm tim điện để người ta sẽ truyền những cái dịch truyền mà cần kéo dài thời gian cho bệnh nhân đó, người ta điều chỉnh liều đó. Ví dụ như là truyền cái noradrenaline hoặc adrenaline hoặc là dopamine vân vân, hoặc là những cái insulin chẳng hạn ha, thì người ta truyền cho bệnh nhân. Như vậy thì người ta sẽ dùng cái bơm tim điện đầu nhỏ để người ta làm. Còn mình dùng cái này là mình dùng cái bơm 50 này là mình làm cái khuỷu để mình cho thức ăn vào. Do đó mình phải dùng cái 50 đầu lớn để mình sử dụng ha. Rồi mình phải có ống nghe các anh chị, để chi, để nhiều lúc mình khi mình đặt vào để mình kiểm tra, hay mình kiểm tra cái ống xem cái nó đã vào đúng cái dạ dày của bệnh nhân chưa, hay là nó nằm ở đâu ha. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái cách để chúng ta kiểm tra. Vậy thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra bằng chúng ta nghe nè, chúng ta sẽ đặt một cái ống nghe lên trên cái dạ dày của bệnh nhân, dưới cái mũi xương ức đó các anh chị ha. Thì chúng ta sẽ đặt lên và chúng ta nghe, chúng ta sẽ bơm một cái lượng e vừa phải vào và chúng ta sẽ nghe. Nếu chúng ta nghe cái tiếng hơi bơm vào thì nó đã vào dạ dày các anh chị, hoặc là chúng ta sẽ rút cái dịch dạ dày ra để chúng ta thử quỳ, hoặc là chúng ta sẽ chụp x-quang vân vân ha. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để kiểm tra, hoặc là chúng ta sẽ nhúng cái đuôi của túp lơ vin vào trong cái chậu nước để chúng ta xem coi nó có sủi bọt khí hay không. Anh chị biết là nhiều lúc đặt vào của bệnh nhân sặc sụa ha, mặt bệnh nhân đỏ lư, sặc sụa ồ ạt lên, rồi cái đầu ấy mình đặt cái đuôi ống vô trong cái chum nước ấy, nó sủi lủng bủng các anh chị. Như vậy thì các anh chị biết là mình đã đặt vào khí quản rồi nè anh chị ha. Rồi tiếp theo thì ly đựng thức ăn theo y lệnh ha, rồi cái ly đựng nước uống để khi mà chúng ta cho ăn xong thì chúng ta sẽ tráng ống lại cho bệnh nhân ha. Rồi cái khăn lông để chúng ta sẽ choàng qua cái ngực bệnh nhân ha. Rồi tấm ni lông để chúng ta choàng ở phía dưới cái áo bệnh nhân để chúng ta sợ là nó nhiều lúc chúng ta làm nó bị đổ thức ăn ra, nó sẽ bị ướt áo bệnh nhân ha. Rồi găng tay, rồi băng keo, băng thun, kim băng kim băng để chúng ta cố định cái đuôi ống các anh chị ha. Nhiều lúc chúng ta làm xong chúng ta lấy gạt, chúng ta băng cái đuôi ống lại và chúng ta lấy kim băng chúng ta cài xuống cái đầu giường cho bệnh nhân ha. Còn băng keo thì chúng ta sẽ dán lại trên cái bình mũi bệnh nhân và chúng ta sẽ làm lấy một miếng để chúng ta cố định cái ống thông, chúng ta sẽ làm dấu cái ống thông anh chị. Tại vì anh chị biết là khi mà chúng ta đặt đó thì chúng ta phải đo ống ha. Đo ống thì nó sẽ có nhiều kích cỡ ha. Thường thì trên một cái ống thì nó sẽ có một cái số nhất định, là ví dụ như là 50 là nó tới số 50 hoặc 75 gì đó, thì thường là nó 50. Như vậy thì họ sẽ gạch cho các anh chị là số này số 50. Nhưng mà cái bệnh nhân thì không phải người nào nó cũng tới số 50 các anh chị. Có những bệnh nhân nó tới 4 mấy thôi. Có những bệnh nhân thì nó hơn 50, tùy theo cái chiều cao của bệnh nhân nữa. Do đó thì chúng ta phải đo ống và chúng ta phải làm dấu tới cái mức mà chúng ta đo ha. Rồi phải có những cái dung dịch sát khuẩn, rồi túi giác lâm sàng, rồi nếu quan sát thấy mũi bệnh nhân dơ thì niêm nước muối để chúng ta rửa cho nó sạch, rồi có bình phong che lại cho bệnh nhân, vân vân. Rồi tiếp theo
đó thì chúng ta sẽ tiến hành cái kỹ thuật đặt ống ha. Đặt ống thì chúng ta sẽ mang những cái dụng cụ này tới giường bệnh nhân, chúng ta sẽ đưa lên một cái mâm hoặc là một cái xe. Thường thì các anh chị đi làm việc thì các anh chị sẽ có cái xe đẩy ha, để các anh chị sẽ đi làm về thì các anh chị sẽ để những dụng cụ lên trên cái xe đó và những chị sẽ đẩy cái xe ra cái phòng bệnh ha, và chúng ta làm. Và trước khi làm chúng ta sẽ kiểm tra tên tuổi bệnh nhân thêm lần nữa ha, rồi chúng ta sẽ kéo cái bình phong để che cho bệnh nhân để ít ảnh hưởng bệnh nhân khác. Các anh chị biết là nhiều lúc cũng làm cái thủ thuật đó thì chúng ta phải che lại cho bệnh nhân ha, nhưng những cái bệnh nhân khác thấy họ sợ lắm các anh chị, thì họ rất là sợ. Rồi cho bệnh nhân ngồi quay mặt về phía điều dưỡng hoặc là nằm đầu cao ha. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ đặt ống bằng cách là chúng ta sẽ tròn cái tấm ni lông qua trước ngực bệnh nhân ha. Các anh chị sẽ tròn tấm ni lông trước, sau đó các anh chị sẽ phủ cái khăn lên ha. Rồi các anh chị sẽ cho bệnh nhân nghiêng về cái phía bên mình đứng, anh chị ví dụ như các anh chị đặt bên này thì nghiêng qua bên trái thì đặt bên trái, còn nếu các anh chị đứng bên phải thì bệnh nhân sẽ nghiêng qua bên phải ha. Rồi kê cái bồn hạt đậu dưới cằm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm hai vệ sinh hai mũi, chúng ta sẽ lấy nhúng vô cái dung dịch là nước muối sinh lý đó. Các anh chị sẽ có những cái que gòn ha. Thì khi đi thực hành thì em sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái này ha. Cái que gòn chúng ta sẽ sát khuẩn hai cái mũi. Các anh chị nhớ là sát khuẩn hai mũi nha các anh chị, đừng làm một cái nha. Tại vì sao mà đặt một bên mà sát khuẩn hai mũi? Lý do là nhiều lúc đặt bên mũi bên kia không được thì đặt mũi bên này ha. Thì sẵn các anh chị làm, các anh chị vệ sinh luôn hai cái mũi cho bệnh nhân ha. Rồi chuẩn bị trước ba miếng băng keo ha, một miếng nhỏ thì làm dấu nè ha. Thì nãy mình nói là các anh chị đó, nghĩa là các anh chị xé miếng băng keo nhỏ ra, các anh chị dán lên trên cái thành của cái xe của mình hoặc cái mâm của mình đó, ai chỗ nào mà thình tiền cái tay mình cầm tới đó ha. Để khi mà các anh chị đo xong thì các anh chị lấy đó, các anh chị làm dấu liền. Tại một con số anh chị đó nhiều lúc mình làm dấu mình đo ha, đo xong bắt đầu cái mình bấm, lấy tay mình bấm ha, ngay chỗ này nè. Rồi sau đó cái lay quay ra quay vũ nước rồi này kia xong cái rồi cái bấm nó mất tiêu, những cái bỏ ra rồi quên không nhớ là nãy mình đo tới đâu mình đặt đại gì thì nó nguy hiểm anh chị. Bây giờ đó thì chúng ta nhớ là chúng ta phải lấy băng keo đi, chúng ta làm dấu ha. Rồi hai cái miếng dài hơn thì chúng ta để đi, chúng ta cố định cái ống thông ha. Tại vì chúng ta đặt xong thì chúng ta phải dán lại, chứ không dán lại thì người bệnh họ sẽ đi tới đi lui đó, hoặc là họ bị trở mình qua trở mình lại đó thì nó sẽ bị tuột cái ống ra, nên các chị nhớ là chúng ta phải dán băng keo lại ha. Thì đây thì cái cách mà chúng ta đo ống nè các anh chị ha, chúng ta đo ống là chúng ta cầm cái ống bằng gạt ha, chúng ta cầm cái bằng gạt và chúng ta đo từ cái đỉnh mũi của bệnh nhân nè anh chị nhớ nha, từ đỉnh mũi bệnh nhân các anh chị sẽ kéo qua cái trái tay nè, cái trái tay bệnh nhân nè ha, rồi từ cái trái tay này các anh chị kéo xuống cái đỉnh của xương ức ha. Lên xuống ức là cái chỗ mà chị mò xuống dưới chỗ cái ức chúng ta, nó có cái chỗ mà hõm nhọn nhọn đó, anh chị đèo vào đó thì đó là cái hõm xương ức, cái mũi xương ức đó. Thì anh chị chúng ta tới đó và anh chị sẽ làm dấu ha, làm dấu cái chỗ đó, anh chị nhớ giùm nha, phải làm dấu cái chỗ đó ha, rất đơn giản anh chị ha. Rất đơn giản nhưng các chị nhớ giùm nha, chúng ta phải đo từ đỉnh mũi đến trái tai, từ trái tai đến đỉnh mũi xương ức ha. Rồi thì trung bình nó dao động từ 40 đến 50 cm anh chị, nhưng mà chúng ta phải làm dấu cho chính xác để chúng ta đạt nó đạt hiệu quả và tránh Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm dấu bằng miếng băng keo nhỏ ha. Rồi chúng ta sẽ có thể là cho bệnh nhân hốt ít nước để chi các anh chị, để cho cái thực quản của bệnh nhân nó trơn thì chúng ta đặt nó dễ dàng anh chị. Các anh chị biết là khi chúng ta đặt một cái vật gì vào cơ thể người bệnh á thì nó không phải trơn các anh chị, chúng ta phải nhúng nước và chúng ta phải nhúng gel ha, tùy theo cái đặc điểm của nó mà chúng ta sẽ có những cái dung dịch để chúng ta làm cho nó trơn ống ha. Thì để mục đích là chúng ta đặt cho nó dễ thôi ha. Rồi chúng ta sẽ bôi trơn đầu ống hoặc là chúng ta nhúng cái đầu ống vào cái ly nước cho nó trơn và chúng ta vẩy cho khô và chúng ta sẽ đưa vào dạ dày qua cái đường mũi bệnh nhân ha. Thì tùy thế đặt bên mũi nào cũng được anh chị, mũi phải mũi trái mũi nào cũng được ha. Rồi một tay thì chúng ta sẽ cầm cái ống thông bằng gạt ha, một tay thì cầm cái ống đã cuộn trong tay, tại vì cái ống mình nó dài do đó thì các anh chị sẽ cuộn gọn lại, các anh chị cầm một tay và tay này các anh chị lấy gạt thì cầm và các anh chị sẽ đẩy vào cái mũi của bệnh nhân ha. Rồi nhẹ nhàng nha các anh chị, nhớ dùm là chúng ta đặt thật là nhẹ nhàng vào mũi bệnh nhân và khi đến hầu, nghĩa là chúng ta các anh chị đặt khoảng hơn một tấc đó, khoảng hơn 10 cm đó, thì các anh chị bảo bệnh nhân nuốt các anh chị ha. Thì khi bệnh nhân nuốt như vậy đó thì
cái nắp thanh quản chúng ta là nó sẽ đóng lại ha, nắp thanh môn chúng ta nó sẽ đóng lại và nó chỉ còn có mở cái đường thực quản thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt vào, nó sẽ hạn chế là vào cái khí quản bệnh nhân. Anh chị nhớ dùm là khi chúng ta đẩy vào thì chúng ta phải bảo bệnh nhân nuốt ha. Khi bệnh nhân nuốt như vậy thì nó sẽ đóng lại cái khí quản, nó đóng lại mất ha, và nó sẽ còn cái thực quản nó mở ra. Như vậy thực quản mở ra thì chúng ta sẽ đặt vào nó dễ dàng, anh chị nhớ dùm. Và thứ hai nữa là nó sẽ theo cái trọng lực đó, khi bệnh nhân nuốt như vậy thì cái ống nó sẽ theo cái xu hướng là nó sẽ đi xuống anh chị ha. Và chúng ta đặt nhẹ nhàng đến cái chỗ mà chúng ta làm dấu. Nhưng các anh chị nhớ dùm là khi chúng ta đặt được khoảng hơn một tấc tí xíu đó thì các anh chị phải bảo bệnh nhân há miệng ra để các anh chị dùng cái que là lửa cho anh chị xem coi coi nó có cuộn lại trong cái họng bệnh nhân hay không. Tại vì con số trường hợp đó là nó cuộn lại trong đó, là nhiều lúc mình đẩy mình nghe cái nhẹ nhàng quá, mình đẩy vô nhưng mà nó cuộn lại mất tiêu trong họng rồi các anh chị ha. Do đó thì các anh chị nhớ là khi chúng ta đẩy đó thì chúng ta cũng phải kiểm tra xem cái nó có còn nằm trong cái miệng của bệnh nhân hay không ha. Rồi trong cái lúc mà đưa ống vào đó, nếu bệnh nhân sặc sụa tím tái thì chúng ta rút ra ngay ha. Các anh chị nhớ dùng cái này nha. Khi mình đặt vô thấy bệnh nhân ho thì là bình thường nha. Đây đó là cái phản ứng bình thường của người bệnh đối với cái vật lạ khi đưa vào mũi đó các anh chị. Các anh chị biết là khi chúng ta đưa một cái gì vào mũi mình á, nó nhột ha, nó nhột, nó làm cho chúng ta ho. Ho nhảy mũi để làm chi? Đó là cái phản xạ bình thường của cơ thể chúng ta đối với một vật lạ, tại vì nó sẽ bảo vệ cơ thể chúng ta, nó sẽ tống cái vật lạ ra bên ngoài, đó là nguyên tắc. Nên là khi các anh chị đưa cái vật gì lạ vào là chúng ta sẽ ho để chúng ta tống nó ra. Nên là khi chúng ta đưa cái ống vào, bệnh nhân ho là bình thường. Nhưng nếu bệnh nhân ho mà bệnh nhân sặc sụa tím tái khó thở ha, thì có thể là chúng ta đã đi sai đường rồi các anh chị, và chúng ta phải nhớ là rút ra ngay để chúng ta làm lại nha các anh chị ha. Rồi thì đây là cái mà nãy mình vừa nói các anh chị đó, chúng ta phải bảo bệnh nhân há miệng để kiểm tra, lấy cái que là lưỡi đè xuống để xem ha, và xác định cái ống không đi vào khí quản bằng cách là chúng ta sẽ nhúng cái đuôi của nó vào cái ly nước. Nếu mà thấy cái ly nước mà nó sủi bọt lụp thì làm ơn rút ra liền các anh chị ha, rút ra liền, bệnh nhân sẽ khó thở lắm, tự do là nó bị chèn cái đường thở các anh chị ha. Rồi xác định đúng vào cái dạ dày thì bằng cách là chúng ta hạ thấp cái, hoặc là chúng ta dùng cái bơm tim chúng ta hút xem cái có dịch dạ dày hay không. Có những trường hợp là chúng ta đặt vô nhưng mà ta không có dịch dạ dày các anh chị ha, thì chúng ta sẽ dùng cách khác ha. Nó sẽ có nhiều cách, nãy mình vừa nói xong đó, thì chúng ta sẽ bơm e vào chẳng hạn ha. Rồi thì chúng ta đặt cái ống nghe vào cái trên cái thượng vị các anh chị ha, và chúng ta sẽ bơm e vào ha, thì các anh chị nghe cái ộp thì chứng tỏ là chúng ta đặt vào trong cái dạ dày ha. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ cố định cái ống thông vào mũi bệnh nhân, thì chúng ta sẽ dán vào và chúng ta sẽ cho người bệnh ăn vào cái ống này ha. Như vậy thì khi cho bệnh nhân ăn vào ống thì chúng ta sẽ lắp cái phễu vào và chúng ta sẽ cho nước vào để chúng ta tráng cái ống này cho nó ướt các anh chị ha. Rồi sau đó thì các anh chị cứ cho thức ăn vào thôi, cứ ăn từ từ vào ha. Và nhớ dùm là khi chúng ta cho ăn thì chúng ta tránh cho bọt khí vào bằng cách là khi mà gần hết cái thức ăn trong phễu đó thì các anh chị sẽ gặp cái ống lại để cho chúng ta sẽ đổ thức ăn thêm vào để cho nó tránh cái bọt khí ha, và không được để quá cao nha. Còn nếu như ống nghẹt thì chúng ta sẽ xử trí bằng cách là đưa ống lên cao ha. Rồi hoặc là chúng ta sẽ di chuyển ống, nếu mà nó không được, nó tắt nữa thì chúng ta phải thay ống khác anh chị. Tại vì anh chị biết là nhiều lúc cái ống vật lạ đó anh chị đưa vào lâu ngày đó thì những cái dịch tiết của người bệnh đó, những cái chất nhầy đó nó bám vào đó, nó sẽ làm cho bị nghẹt cái ống. Như vậy thì chúng ta sẽ không có cho thức ăn vào được, thì chúng ta phải thay ống khác ha. Rồi thì những cái này nãy mình nói hết rồi các anh chị, mình phải nói lại ha. Rồi chúng ta sẽ cố định một bên má bệnh nhân và lau mặt cho bệnh nhân và cho bệnh nhân nằm lại tiện nghi ha. Tiện nghi có nghĩa là làm cái tư thế thoải mái nhất cho người bệnh ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đem những cái dụng cụ mà nãy giờ mình đem đến mình làm cho bệnh nhân đó các anh chị, chúng ta sẽ đem dẹp ha, dẹp hết ha. Rồi chúng ta nhớ dùm là chúng ta phải cho nằm đầu cao 30 phút, thì nãy mình đã học cái phần mà các điều đưa thức ăn vào cơ thể đã nói rồi ha. Rồi các anh chị nhớ dùm là chúng ta rút ống thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ gập ống lại và rút ra thôi các anh chị ha.
Nhưng mà các chị nhớ dùm là sau khi các anh chị cho ấn thêm một lần sau thì các anh chị phải thử ấn nha. Đặc biệt các anh chị phải thử ấn trước khi các anh chị cho ăn nha. Các anh chị đừng nghĩ rằng hồi sáng là tôi là người, chính tôi là người đặt cái ống dạ dày này cho bệnh nhân này rồi, thì giờ chiều tới tôi cũng cho ăn nữa thì chắc chắn nó nằm trong dạ dày chứ đâu, mắc gì đâu mà thử lại chi cho nó cực, đúng không các anh chị? À, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ vậy thì chúng ta đã sai lầm. Tại vì cái người bệnh đó, nhiều lúc đó họ di chuyển các anh chị, họ lăn qua lăn lại và họ ngồi dậy và họ có những động tác họ đi tới đi lui chẳng hạn, như vậy thì thỉnh thoảng nó sẽ đụng vào những cái ống. À, tuy là họ không cố ý nhưng mà có những trường hợp là ống nó bị rớt các anh chị, nó bị xuất ra. Rồi cái mình chủ quan các anh chị, mình chủ quan mình nghĩ là tại mình hồi sáng giờ mình làm cái ống này thì đâu có ai làm nữa đâu, thì làm sao ống nó xuất ra được. À, như vậy thì cứ mình cứ bơm thức ăn vào cho ăn. Như vậy thì rất là nguy hiểm. À, nhiều lúc cái ống nó tuột ra ngoài thì nó sẽ dễ cấp cứu bệnh nhân lắm các anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ giữa dụng cụ trả về chỗ cũ ha, và chúng ta ghi vào hồ sơ. À, ghi hồ sơ thì các anh chị sẽ ghi vào cái ngày giờ các anh chị đặt ha, phản ứng của bệnh nhân như thế nào ha. Rồi các anh chị cho những thức ăn gì và số lượng bao nhiêu thì các anh chị sẽ ghi vào ha, ghi vào và các anh chị sẽ ký tên ha, của các anh chị nha. Thì đó là những cái mà điều các anh chị cần phải ghi vào cái phiếu phiếu chăm sóc đó các anh chị ha. Rồi tiếp tục thì một số điểm lưu ý khi chúng ta cho bệnh nhân ăn mà ống thông bụi dạ dày đó các anh chị, thì phải chắc chắn ống vào thì mới cho ăn nha. Nghĩa là mình nói là nếu như mà những lần sau mà các anh chị cho ăn thì các anh chị bắt buộc các anh chị kiểm tra ống thì các anh chị mới cho ăn. Và kiểm tra thì nó có những cái cách nãy mình đã trình bày các anh chị rồi, thì các anh chị phải kiểm tra một trong những cách đó, cách nào cũng được ha. Rồi lần cho ăn sau cũng giống như lần ăn cho ăn trước ha. Rồi chúng ta cứ kiểm thức ăn còn lại của dạ dày sau mỗi bữa ăn, thì nãy mình nói đó, nếu mà thức ăn dạ dày mà nó trên 100ml thì chúng ta phải báo lại bác sĩ ha, để bác sĩ sẽ có phương án cho bệnh nhân ha. Rồi nên cho bệnh nhân ở tư thế là nằm đầu cao trong khoảng 30 phút sau khi cho ăn, thì đây là những cái vấn đề mà các anh chị cần phải lưu ý ha. Rồi cho ăn đúng cách là chúng ta là cọt thức ăn liên tục, không có hơi vào ha, và không để vòng tim quá cao. Thì nãy mình nói rồi, các anh chị để vòng tim quá cao thì cái áp lực nó mạnh ha, áp lực nó mạnh thì cái nó sẽ xoáy vào trong cái thành của cái dạ dày ha, xoáy vào thành dạ dày, như vậy thì nó sẽ kích thích dạ dày và dạ dày nó sẽ tăng co bóp ha. Do đó thì anh chị nhớ dùm là chúng ta không có để quá cao ha. Rồi tránh bơm thức ăn ha. À, tránh bơm thức ăn nghĩa là tránh dùng một cái lực mạnh để bơm thức ăn vào, các anh chị có nghĩa là các anh chị cố gắng, các anh chị thấy là cái ống này nó sẽ chuẩn bị nghẹt mà mình cho thức ăn vào chậm quá ha. Nhiều lúc các anh chị biết là cứ đổ súp vào trong cái khuỷu đó rồi để cho nó chảy, từ từ nó chảy vào cho bệnh nhân đó, rồi cái mình đứng mình đợi hoài mà không thấy nó chảy ha, không thấy nó chảy, cái bắt đầu cái mình lấy cái bít tông đó cái mình bơm vô cho nó mạnh, cho chảy cho nhanh ha. Như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Nên các chị nhớ là khi cho ăn thì chúng ta phải để cho nó tự chảy, hay các anh chị không có dùng lực để các anh chị bơm nha. Lúc đó cái ống nó bị thoát ra ngoài hoặc là nó nửa trong nửa ngoài đó, mình thử ống thì mình vẫn nghe cái hơi ha, nhưng mà mình cho thức ăn vào nó không vào ha. Như vậy thì có nhiều lúc là do là các anh chị bơm cái hơi vào thì cái lực của cái áp suất của cái bơm á, chị bơm mạnh quá thì các chị vẫn nghe cái tiếng cái hơi nó trong dạ dày, nhưng mà nó có thể là nó sẽ nằm nửa trong nửa ngoài cũng chừng. Do đó thì chúng ta khi chúng ta cho thức ăn thì nó là chảy rất là chậm ha. À, và chúng ta thấy vậy chúng ta lấy bơm, chúng ta bơm vậy thì nó nguy hiểm cho bệnh nhân nha, các chị nhớ giùm nha. À, sau khi cho ăn thì trong ống còn ít nước và phải sạch, có nghĩa là khi chúng ta cho ăn xong thì chúng ta phải tráng ống bằng nước sạch đó các anh chị ha, tráng nước sạch. Mỗi lần thay ống thì chúng ta nên thay đổi cái bên mũi, tại vì chúng ta đặt lòng một bên lâu quá thì nó dễ bị viêm lét cái mũi anh chị. Do đó thì nếu chúng ta thay ống thì chúng ta sẽ thay bên mũi bên kia cho bệnh nhân ha. Rồi thay ống không các anh chị, cái này không phải là thay ống từ 3 tới 5 lần ngày các anh chị, mà chúng ta cho ăn có thể chúng ta cho ăn 3 tới 5 ngày hoặc 6 cử một ngày cũng được ha, thì tùy theo một lần trên ngày, có nghĩa là 3 tới 6 lần trên ngày cái thay cho ăn đó các anh chị. Còn thay ống thì tùy theo cái chất liệu của cái ống thông ha, thì có những cái ống thông nó rất là lâu các anh chị ha. Có những cái ống thông silicon thì thời gian nó sẽ lâu hơn, của những cái ống mà latex hoặc là những cái ống bằng bằng cao su thì nó sẽ nhanh hơn các anh chị ha.
Thì cái bài mà thông mũi dạ dày này á, thì cái bài này chúng ta gặp rất là thường xuyên khi các anh chị đi bệnh viện mà những cái khoa phòng mà có bệnh đặc biệt hay bệnh nặng á, thì các anh chị sẽ đặt ống thông dạ dày và các anh chị cho ăn, hoặc là các anh chị đặt ống thông dạ dày để giải áp trong trường hợp là bệnh nhân bị chướng hơi đó các anh chị. À, chúng ta giải áp và chúng ta theo dõi cái dịch dạ dày ha. Thì cái bài này, cái bệnh này thì các anh chị thường gặp ở khoa là ngoại 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 tiêu hóa đó các anh chị, ngoại tiêu hóa và ngoại gan mật tụy và nội tổng quát, thì các anh chị thường sẽ gặp những cái bệnh này ha. Và cái này là cái quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái vị trí của cái đo được ha, chúng ta sẽ đo được chính xác được cái khoảng cách của cái mũi đến cái dạ dày. Các anh chị phải đo phải đúng nha các anh chị, tại chính chị đo mà sai là các anh chị đặt không tới ha, hoặc các anh chị đo mà dư quá thì các anh chị đặt tuốt sâu xuống dưới thì cũng không được ha, nó xuất tuốt với cái môn vị thì không được các anh chị ha. Các anh chị nhớ dùm là chúng ta phải đặt là đúng vị trí ha. Rồi khi mà đặt xong thì anh chị phải nhớ là anh chị sẽ kiểm tra xem coi cái ống này nó đã vào dạ dày chưa, nó có cuộn lại dưới lưỡi của bệnh nhân hay không ha. Và nếu mà nó vào chính xác vào dạ dày rồi á, thì chúng đó chúng ta mới cho bệnh nhân ăn đấy, đó là mục tiêu của chúng ta. Và khi cho ăn như vậy đó thì các anh chị nhớ sau khi cho ăn thì chúng ta phải cho ăn từ từ chậm chậm, mà thức ăn mỗi lần cho ăn thì không quá 300 ml ha. Và sau khi mà chúng ta cho thêm những cái lần thức ăn tiếp theo đó thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải kiểm tra xem cái ống chúng ta nó có nằm trong dạ dày hay không, và chúng ta sẽ kiểm tra cái dịch thức ăn nó còn tồn đọng trong dạ dày nó nhiều hay ít nha. Rồi chỉ vậy thôi các anh chị ha. Thì cái bài về cái thông mũi dạ dày thì nó chỉ vậy thôi, cái quan trọng nhất là các anh chị phải đặt đúng vị trí ha. Các anh chị đặt sai vị trí thì nó sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân ha. Đơn giản chỉ vậy thôi ha. Anh chị có hỏi gì bài này không là các anh chị ơi? Ủa thầy ơi, khi khi mà mình thông thông vô như vậy cho người ta, mà bệnh nhân có bị đau không thầy? Đau lắm chị. Bệnh nhân rất là đau chị, tại vì các anh chị thấy là các anh chị thử COVID á, các anh chị có test COVID không? Dạ có. Test COVID các anh chị cầm một cái ống mà nhỏ nhỏ vậy nè, nó mềm mềm, các chị đưa vào trong cái hầu mình đó, các anh chị xe xe nè, sau đó các anh chị kéo ra đó, thì các anh chị thấy nó đau không? Ừ, nó khá đau đúng không anh chị? Nó khá là đau. Như vậy thì cái đó là cái ống mềm nha. Thì nó còn một cái loại mà cái trong cái thời buổi mà dịch mà nhiều quá đó, thì chúng ta cái ống mềm nó không có, thì có cái ống mà nó cứng đó các anh chị, nó giống như là cái tâm mà các anh chị rái tay đó, các anh chị đặt vào nó cực kỳ đau đúng không anh chị ha. Nhưng mà các anh chị biết cái size đó thì nó khoảng cỡ chừng 8F hoặc là 10F là dữ rồi. Nhưng mà các anh chị biết là khi mà chúng ta đặt cho bệnh nhân đó, thì chúng ta đặt cái ống tới tới 14, 16, 18F. Như vậy thì nó to lắm các anh chị ha, và nó cứng nữa ha. Thì không biết các anh chị có xài hay không, các anh chị có biết cái ống này không? Mà nếu các anh chị biết thì các anh chị thấy là cái ống nó to và nó cứng ha, nó cứng nó cọm lắm, nên khi đặt Biết vào thầy ơi, dạ bệnh nhân hồi xưa nuôi người nhà bị bệnh có biết rồi thầy. dạ đó bệnh nhân cực kỳ đau các anh chị ha. Nhưng mà mình không có cách nào để giảm đau cho bệnh nhân cả, mình chỉ có nhúng vào nước, hoặc là giỏi lắm thì chúng ta sẽ thoa một ít cái lidocaine gel á, nó sẽ thấm vào trong cái thành của cái ống á, để nó vào nó tác dụng với lại cái niêm mạc của bệnh nhân, để giúp cho bệnh nhân đỡ ra một tí thôi, chứ còn thật ra thì nó đau lắm các anh chị. Rồi ok, chị hỏi gì nữa không? Bài thì để em tổng kết là em thấy những nó tới gần 30 bài đó, để em coi coi lại xong thêm một lần nữa, rồi có gì em sẽ gửi cho các anh chị để các anh chị in ra thành cuốn ha. Thì các anh Dạ chị thầy, kiểm dạ tra rồi chế giới hạn lại nha thầy. Kiểm tra hết chứ, kiểm tra hết chứ đâu giới hạn được. nhiều quá.